À, đêm nay anh em vào nhiều đi. Tuấn chia sẻ nốt cái ban này, đặc biệt cho những anh em nào không có thiết bị chuẩn đoán máy trên tay, và đặc biệt anh em không có tay nghề nhé. Hôm nay thì Tuấn làm rất đông, đúng không ạ? Rất nhiều xe, còn rất đông. Hôm nay phun vài bộ nồi và tất cả còn xe xẹp lốp, thay niềng, thay đồ đây. Rồi hy vọng khoảng vài ngày nữa, ngày mai Tuấn sẽ đưa anh em tới để dọn nốt cái cửa hàng này cho nó gọn để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Thì chúng ta chỉ cần chia sẻ lên, Tuấn chia sẻ anh em cái này cực kỳ dễ thôi. Nhiều lúc anh em gọi bảo Tuấn ơi cho mình hỏi tại sao Zanu này lên ga lại bị hụp. Đấy, thì cái này đơn giản, anh em chẳng cần cái gì trên tay cả, anh em chỉ cần loại trừ gia đình Tuấn một cái là xong. Nếu một con xe đời mới đó, chúng ta chỉ cần vài thao tác thôi là xong. Để chúng ta loại trừ ra, chúng ta chia sẻ đi. Và Tuấn thông báo anh em cái khóa học đặc biệt nhất ở tại Bình Định này là ngày 24 tháng 7. Còn cái khóa học online trực tuyến là đêm mai nha anh em. Tuấn cảm ơn tất cả anh em. Rồi. Rồi anh em chia sẻ mặt lên ạ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ lên trên nhóm thôi, Tuấn sẽ live stream và tặng anh em vài ban này luôn. Ok, chúng ta chia sẻ mặt lên ạ. Mệt quá anh em ơi, quá mệt luôn. Đầu tóc bồm xồm hết, chưa tắm gì hết ạ. Tuấn xin phép được chia sẻ. Đủ lượng tương tác được không ạ? Anh em chia sẻ đi. Tuấn tặng anh em con Zanu này bị hụp ga, đúng không ạ? Đấy, con này ổ khóa thông minh sờ bằng cây, Tuấn không nói nhưng nó bị hụp ga nhá. Rồi ok. Rồi bao nhiêu người xem rồi ạ? Chúng ta chỉ cần chia sẻ thôi. Anh em chia sẻ đi. Ok, cảm ơn cả nhà nhá. Chúng ta chia sẻ được tương tác lên, Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em con Zanu này. Đặc biệt nhiều anh em nào yếu tay nghề, anh em chưa có thiết bị máy chuẩn đoán thì chúng ta chỉ cần làm bịch một cái là xong ngay. Nếu con xe nó hoàn toàn mới. Được không ạ? Anh em chỉ cần chia sẻ cho bạn bè vào xem là ok rồi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Rồi, Tuấn xin phép được chào anh em. Và đặc biệt cái khóa ngày 18 tháng 7 và đêm mai chúng ta tiếp tục học. Còn anh em nào chưa đăng ký, chúng ta đăng ký vào để chúng ta học online ạ. Học online cho nó ok. Còn ngày 24 tháng 7 Tuấn khai giảng khóa học trực tiếp tại cửa hàng. Nếu đủ trên số lượng 5 người trở lên đăng ký thì Tuấn sẽ cho anh em hạ máy luôn. Hạ máy, chúng ta sẽ hạ máy luôn. Kể cả hạ máy con Zanu này luôn, hoặc hạ máy của những dòng xe SH hoặc Vision luôn, được không ạ? Đó, ngày 24 tháng 7 nha anh em. Và đêm mai là đêm 18 tháng 7 chúng ta tiếp tục. Tuấn ngày mai phải dựng nốt cái đám tủ này lên để cho hoàn thành tất cả những thiết bị máy điện tử để cho nó ok. Tủ này ngày mai sẽ treo tường lên bức tường trắng, đúng không ạ? Đây, Tuấn xin phép giới thiệu cửa hàng cho anh em. Thì ngày mai cái tủ này, đúng không ạ? Cái tủ này 1, 2, 3 ngăn, nó sẽ nằm ở trên cái này.
Và đồng thời cái tủ này Tuấn sẽ bỏ hết tất cả lọc gió và đồng thời để trưng máy móc và linh kiện điện tử FI trong này rất nhiều. Và còn rất nhiều ở cửa hàng nữa, cái này để Tuấn hướng dẫn cho anh em đến đây học. Rồi, ok cả nhà. Và các bạn làm việc ngày mai sẽ được ổn thỏa và gọn gàng và ổ khóa. Được không ạ? Rồi, ok. Và cái tủ này sẽ đẩy ra đằng sau luôn. Sẽ xếp sắp gọn gàng lại cho tất cả anh em đến đây. Mới khai trương nhưng lính nó cảm thấy nó mệt quá, nó nghỉ liên tục. Thì Tuấn xin phép. Rồi, 44, 42 người xem. Chúng ta vào tương tác mạnh lên ạ. Rồi, ok. Rồi, tất cả cái này anh em không cần phải có thiết bị máy móc gì nhỉ. Nếu một xe mới mà vào bị hụp ga hoặc đồng thời một xe cũ thì chúng ta chỉ cần thao tác như sau thôi. Bởi vì sao? Bởi vì con xe này không có gì ngoài cho anh em, không có cảm biến map, không có van cầm chừng nhanh, rồi hoặc không có van galanti ESC, bởi vì con này nó chỉ kèm theo một con TBS, là một con cảm biến ga, cho anh em dễ hiểu nó là con TP. TP của tất cả những dòng xe trên thị trường Việt Nam, xe tay ga luôn luôn có nguồn 5V. À, 5V từ đâu ra? Thì 5V từ xe nó cấp để nuôi cho cảm biến TBS. Và TBS khi ở trạng thái garanti thì tùy theo ở cái mức điện áp rất nhỏ, cỡ khoảng vài trăm mV, 300, 4, 5, 600, 700 tùy theo anh em chỉnh. Chứ miễn sao cái góc mở bấm ga nó luôn luôn là không không. Đấy. Thì đương nhiên giá trị điện áp khi thay đổi như sau, khi chúng ta lên tay ga, vít tay ga thì giá trị điện áp sẽ thay đổi. Đúng không ạ? Nó chỉ là một con biến trở. Chúng ta hiểu nôm na như vậy. Thì đương nhiên nó sẽ kéo ga, nó sẽ lên và đồng thời sẽ báo về IC. Thì IC sẽ nhận rằng ok. Khách hàng đang lên lên ga để IC nó biết, đúng không ạ? Tính toán cho lượng thời gian full để khi chúng ta tăng tốc. Để giới thiệu sơ qua anh em. Còn con xe nào cũng vậy thì đương nhiên nó phải có kíp full, bất cứ dòng xe nào full xăng điện tử nó phải có kíp full để nó phun xuống động cơ. Và kèm theo đó là con cảm biến nhiệt độ động cơ để khi thay đổi giá trị nhiệt độ động cơ gửi về IC. Và khi nhiệt độ động cơ nóng lên thì đương nhiên giá trị điện áp sẽ giảm lại và nó sẽ ngược lại. Nhiệt độ nguội thì giá trị điện áp sẽ cao. Và con này có một con cảm biến O2, O2 tương tác một sợi dây hết. Và con này thì đương nhiên sẽ phải có mô bên sườn, thì đương nhiên sẽ có map kẹp theo ở mô bên sườn. Mô bên sườn này cũng tương tác như những dòng xe phun xăng tử, nó luôn luôn có một nguồn 12V. 12V sau khóa đúng không ạ? Là cái dây màu nâu, là ký hiệu của tất cả những màu dây của IA. Dây còn lại là dây tín hiệu từ IC giật tín hiệu xung và tín hiệu map hết ở trong này, ngoài ra không có gì cả. Và kèm theo nếu ổ khóa thông minh smart key nào thì đương nhiên nó sẽ có hộp SU, đúng không ạ, để điều khiển và đồng thời sẽ gửi một tín hiệu bảo mật mã hóa về IC. Còn con Zanu màu ngoài kia thì đương nhiên sẽ không có khóa thông minh, nó chỉ là khóa bình thường thôi. Chúng ta chỉ cần nối tắt đó, hai sợi dây với nhau, trước khóa và sau khóa thì con xe đấy được kích hoạt ngay. Con này nó phải nhiệm vụ qua ổ khóa. Con này thì đương nhiên nó làm việc thì tương tác cũng như giống tất cả những dòng xe Honda, đặc biệt loại 3 nút nhấn loại 1 rắc. Thì cái cục SU này đang ở trong tình trạng giấc ngủ như anh em chúng ta. Thì bình thường buổi sáng mai chúng ta có công việc gì dậy sớm 4 5 giờ mà không quen, chúng ta sợ ngủ muộn thì đương nhiên chúng ta phải phải hẹn giờ. Chúng ta phải hẹn báo thức. Để sáng mai 4 giờ chúng ta dậy thì đương nhiên báo thức sẽ reo lên. Bởi vì khi chúng ta đang có giấc ngủ say, giấc ngủ nồng, ok. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không quen thức sớm, dậy sớm, đó, ok. Thì nhiệm vụ của cái núm khóa này ở trong này có một cái công tắc đánh thức. Chúng ta chỉ cần nhấn cái công tắc đánh thức là cái núm khóa này nó sẽ đồng thời đánh thức cho SU là dập mát. Thì SU này đã được dập mát cho nó thì đương nhiên nó thức tỉnh, thì đương nhiên nó sẽ cấp nguồn cho cuộn từ ở trong này.
cột từ trong này sẽ đồng thời sẽ có điện thì đương nhiên chốt từ đúng không ạ, sẽ hút và đồng thời chúng ta xoay được núm khóa như thế này. Khi xoay được núm khóa này thì đương nhiên núm khóa sẽ có 12V từ cái núm khóa này, bởi vì điện sau khóa mà. Ok, sau khóa 12V tiếp tục chạy nuôi đến SU, và SU này sẽ gửi đường truyền tín hiệu để mã hóa cái lớp bảo mật gửi đến IC đấy, để mã hóa IC và đồng thời cho IC bơm xăng và đèn LED sáng lên. Và chúng ta chỉ cần kích hoạt để nổ là xong. Khi mà bật khóa điện này, đường truyền dữ liệu từ SU này gửi đến ECM thì các bạn rút ra nó vẫn nổ bình thường. Nó không còn nhiệm vụ gì khác ngoài đúng không ạ? Nhiệm vụ gửi cái đường truyền tín hiệu đến con IC. Thì con sẽ làm cho anh em rút SU ra thì đương nhiên anh em kích nổ bình thường. Đúng không ạ? Đấy. Thế thôi, nó chỉ là vậy thôi, bây giờ các bạn bỏ đi là vẫn bình thường. Ok. Đấy. Và nếu mà SU này ấy bị đứt cái dây đường truyền là cái dây calai, dây tín hiệu gửi cho con IC. Nếu đứt thì đồng thời sẽ báo lỗi nhấp nháy trên đồng hồ, nhấp nháy như sau. Thì anh em đón xem vấn đề SU ở đây. Nếu đứt dây calai nhá. Đây. Thì calai cái này có nhiều dòng máy đọc được và nhiều dòng máy không đọc được. Calai ở đây, sợi dây calai này nó làm giống IC sai. Bởi vì sao? Chúng ta không cần phải sợi cáp để cấp nguồn từ giữa ắc quy để nuôi cho thiết bị máy chuẩn đoán nữa. Thì chúng ta chỉ cần cắm vào đây là xong, bởi vì trong này sẽ có dây 12V và dây mát là dây đen. Dây màu xanh lột thì tương tác ký hiệu của màu dây của xe phụ xăng tử là cái xe tất cả dòng xe Honda IA thì đương nhiên nó sẽ là dây màu xanh lột, đúng không ạ? Và từ dây xanh lột nó sẽ chuyển qua cái rắc, ở đây sẽ có cái rắc rắc đực và rắc cái. Rắc này rắc, rắc cái, rắc này rắc đực. Rắc đực này thì đương nhiên nó sẽ đổi rắc là qua cái dây màu vàng sọc xanh đến cái dây calai. Là cái đường truyền bảo mật cho tới con IC đấy. Nếu đứt hoặc tụt rắc thì đồng thời xe sẽ có bờ để nổ. Anh em xem. Lưu ý nếu gặp tình trạng này, đèn chìa khóa bảo nhấp nháy đây, đúng không ạ? Chúng ta theo dõi. Đấy, đúng không ạ? Trong thời gian nhấp nháy khoảng bao nhiêu giây thì đương nhiên đồng thời đèn y sẽ báo sáng. Và đồng thời đứt dây calai của tất cả những dòng xe Honda, xe IA thì đương nhiên sẽ báo lỗi R1 và chúng ta sẽ nhấn nút đề. Đó là quy luật thôi. Chuẩn. Thì anh em đứt cái đường truyền dây tín hiệu dây calai là cái dây từ SU gửi đường truyền cho tới IC thì đương nhiên đúng không ạ, sẽ mất đồng bộ và đồng thời bật khóa điện lên, đồng thời sẽ mất bơm xăng và đồng thời sẽ mất đánh lửa. Rồi ok, anh em chỉ cần kiểm tra dây calai cho tính toán thôi. Đấy. Và khi anh em đọc lỗi của nhiều thiết bị máy anh em kết nối với đây, anh em chỉ cần đọc là đọc ở vị trí như sau: vị trí xe không nổ, đúng không ạ? Còn nếu anh em đọc mà muốn kích hoạt xe để nổ thì anh em phải có bài anh em mới làm được. Chứ ví dụ anh em như thế này, kết nối với máy chuẩn đoán anh em bật khóa lên thì đương nhiên sẽ mất được truyền tín hiệu, bởi vì hai dây này đang cô lập. Chúng ta phải cắm rắc vào như zin, như zin nhá. Chúng ta bật khóa điện lên để cho đèn FI bình thường và bơm xăng chúng ta mới kết nối với dây calai. Đó là tùy theo cái thiết bị máy chuẩn đoán trên thị trường, tùy theo những cái ông nhà sản xuất. Nhiều ông làm dễ, nhiều ông làm khó, thì Tuấn chỉ cần chia sẻ thế thôi. Và cái này đồng thời này, cái con sạc này tụt rắc hoặc đứt không liên quan đến tới hệ thống nổ, đúng không ạ? Chỉ hết bình thôi. Và đồng thời đây là con điện trở công suất hư, chập chờn thì có vấn đề. Còn nếu đứt dây, hai sợi dây này đứt một hoặc chuột cắn vẫn không bao giờ liên quan tới hệ thống nổ, đúng không ạ? Xe vẫn chạy bình thường. Và đặc biệt Tuấn chia sẻ luôn cho anh em, ở đây có cái rắc cái và rắc đực, ba sợi dây. Ba sợi dây này thì tương tác, đây là cái rắc, đúng không ạ? Để nuôi cảm biến VS bán trước. Xe này đứt dây cảm biến VS sẽ không bao giờ xuất hiện cái lỗi 42,
những cái dòng xe kia. Anh em lưu ý nhé, riêng dòng xe này Tuấn rút cả biến VS ra nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện cái lỗi 42. Sẽ bật lên cho anh em. Trước khi bật, Tuấn kết nối lại cái dây Calai là cái đường truyền dữ liệu đến con IC. Rồi, ok. Rồi, tắt xi nhan. Sẽ không bao giờ xuất hiện cái lỗi 42 nha anh em. Đấy, anh em yên tâm. Rồi, thì cái vấn đề ở đây Tuấn chỉ cần chia sẻ cái này cho những anh em nào gặp khó khăn. Và anh em đêm nay thấy cái mạng wifi có tốt không ạ? Cho thì Tuấn xin một cái comment. Đêm nay anh em thấy cái sóng wifi có tốt không? Có bị chập chờn không? Hôm nay bởi vì Tuấn mới ra tốc một cái gói wifi cực mạnh và tương tác có hai wifi. Một wifi ở chế độ bình thường, bình thường như tất cả wifi khác, và một cái wifi cực mạnh ở bán kính khoảng 20m. Bán kính khoảng 20m thì cái sóng wifi này cực mạnh. Đó là Điện Tuấn để phục vụ cho anh em cái khóa giảng online vào ngày mai. Còn một cái wifi đó là wifi bình thường. Đấy, cái gói nặng và gói nhẹ để chúng ta học. Ok không ạ? Ok. Wifi cực nét. Ngày mai Điện Tuấn sẽ lắp đặt thêm đèn LED siêu sáng để đêm mai chúng ta tiếp tục học. Rồi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, nhiều anh em xem, anh em nhấn like, Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em cái này. Dù rất mệt nhưng không sao, đúng không ạ? Chúng ta vẫn vui vẻ. Mạng quá tốt, quá khỏe anh ạ. Chuẩn, không cần phải chỉnh. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả những anh em của Điện Tuấn luôn luôn ủng hộ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn đóng góp phía sau. Để Điện Tuấn một ngày một ok hơn, một ngày một tốt hơn để giảng dạy cho anh em, một ngày một tốt hơn. Rồi, và có rất nhiều anh em tay nghề yếu bởi vì những dòng sạc của những dòng xe Honda sạc 3 pha thì anh em không cần biết nó là xe gì, cứ 3 pha anh em làm như nhau, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em tay nghề còn rất yếu, thì tất cả anh em nào còn yếu thì các bạn hãy liên hệ cho tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ là người hướng dẫn giảng dạy cho anh em. Còn cái cục sạc này các bạn không cần phải hiểu sâu về nó, bởi vì các bạn chỉ cần biết cục sạc này hư các bạn thay, các bạn không phải tìm hiểu ở trong này có sửa được không dục, bởi vì thời buổi công nghệ 4.0 nó rất rẻ. Cục sạc này tương tác chẳng là gì cả, nó sẽ xài chung với SI, nó rất rẻ thôi. Nó rất cứng nha anh em. Đấy, nó chỉ có hai sợi dây lên, mát và dây sạc, thế thôi, đúng không ạ? Chẳng có cái gì cả. Con điện trở công suất này hư bò luôn, cũng chẳng liên quan gì xe xe, đúng không ạ? Nên nhiều lúc các bạn được đi học lý thuyết nhiều quá, ở đâu giảng các bạn cảm thấy hiểu sâu quá, đúng không ạ? Các bạn nghe tài quá, kệ cho người ta. Người ta học cao hiểu rộng, kệ người ta. Để người ta học xong, để có thể vài năm nữa người ta mở cái lò sản xuất, sản xuất con điện trở công suất, sản xuất cục nạp này bán cho anh em mình cũng được, đúng không ạ? Với Điện Tuấn thì chẳng bao giờ phải nghiên cứu tới con này hư để sửa, biết hư là thay. Ok, biết con xe này bị bận ở đâu thay đó. Cái quan trọng điều đấy Tuấn muốn gửi gắm đến toàn thể anh em. Rồi, cảm ơn, cảm ơn toàn thể anh em. Tuấn cảm ơn. Tuấn hy vọng mình mang lại những cảm giác thăng hoa, những điều thú vị, mang lại những toàn cầu cho anh em thợ máy. Tuấn hy vọng mình sẽ được giúp một cái phần gì nho nhỏ để cho tất cả anh em thợ máy sau này ai cũng giỏi hơn. Đúng không ạ? Rất nóng, mặt đỏ lên. Bởi vì thời tiết ở đây rất nóng, hiện tại rất nóng, Tuấn đang rất mệt, đúng không ạ? Cơm vẫn chưa ăn luôn. Thì mới làm xong, hôm nay thợ nghỉ hết, có một thằng em nhỏ thôi, đúng không ạ? Thợ ở đây chịu nhiệt không được. Và kế tiếp, nếu anh em nào khu vực ở ngoài miền Bắc, anh em nào có bạn bè thân hoặc là những con em nhỏ, anh em muốn được anh em đấy học ok thì anh em gửi cho Điện Tuấn nhé. Đấy, Tuấn sẽ hứa nhận hai anh em ở phương xa, đúng không ạ? Anh em cứ ở đây làm với Điện Tuấn, Tuấn hứa với lòng ok anh em chịu khó, Tuấn chuyển hết. Cái quan trọng kiến thức, yếu tố tư duy của những anh em có lọt được vào không. Chứ trên đời này nhiều lúc anh em đừng có nghĩ rằng một ông thầy dạy giỏi mà một học viên giỏi chưa chắc. Học viên giỏi, thầy giỏi, học viên là phải có yếu tố, chứ không phải là một thằng thợ học nghề cứ luống ca luống cuống
cứ làm cái này mà đầu óc lại để ở nơi khác thì thật sự làm con xe sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nếu tối nay đi chơi gặp một bạn bè nói một cái gì tự ái tới bản thân, ngày mai mình ra mình làm con xe không bao giờ tốt. Bởi vì mình làm con xe này ấy, thì chúng ta phải quên hết tất cả những cái việc lung tung ở đằng sau thì chúng ta mới làm được. Kể cả hai vợ chồng đêm nay cãi nhau, đúng không ạ? Đêm nay cãi nhau thì ngày mai mình phải quên cái chuyện đấy đi để mình làm con xe. Chứ nhiều anh em học nghề với điện toán ở đây có một tư tưởng rất lớn, tay nghề chưa giỏi mà các bạn lại cứ muốn đi bơi. Lớp 1 thì các bạn chưa thông mà các bạn cứ muốn lên lớp 12 để đi tới đại học. Các bạn làm chưa giỏi nhưng các bạn trong đầu chỉ tưởng rằng hy vọng ngày mai ngày mốt mở cái tiệm tay nghề của các bạn thấm tới đâu. Đấy, nên Tuấn chỉ muốn chia sẻ tất cả những anh em nào đang tay nghề còn yếu, các bạn hãy cố gắng học hỏi. Đặc biệt nhiều ông thầy làm với các bạn, người ta không giấu, thì thấy ông thầy đấy như vậy làm như vậy, ngày mai cứ làm như vậy. Hay là thấy ông thầy làm như vậy, ngày mai các bạn vặn con ốc để cho nó hư luôn, đúng không ạ? Hoặc ngày mai thấy ông thầy tháo một cái kim phun như vậy, các bạn cũng tháo như vậy, các bạn lại làm gãy cái kim phun. Không gãy kim phun mà các bạn lại làm gãy cái đầu trục của kim phun, thì tay các bạn luyện chưa tới, bởi vì các bạn không có cảm giác, các bạn không có tâm hồn để các bạn cảm thấy trên con xe. Với Điền Tuấn ở đây thì không bao giờ giấu những anh em thợ, nhưng quan trọng anh em thợ đang học nghề với Điền Tuấn, bởi vì các bạn chưa có tư duy tốt. Bởi vì các bạn, hồn các bạn ở với cửa hàng, thân xác các bạn để ở cửa hàng, nhưng hồn các bạn lại để ở đâu? Ở ngoài kia. Thì thật sự những anh em đang làm nghề ở đây các bạn sẽ không bao giờ thành công. Và đặc biệt anh em chỉ có nghĩ rằng cái cuộc chơi đêm nay các bạn phải uống cho say, ngày mai mệt nghỉ. Mệt mà các bạn không xin phép tôi thì thật sự nhiều anh em học nghề ở đây học tới 10 năm thì anh em cũng không bao giờ thành công. Các bạn phải làm sao làm nghề cho tôi hoặc tất cả anh em đi làm nghề người khác mà người ta dạy chỉ bảo nhiệt tình, thì các bạn phải coi cái công việc của cửa hàng đấy như công việc nhà mình. Hay là các bạn chỉ nghĩ rằng ồ tới đây mình chỉ là cái thằng sai việc, thì các bạn nghĩ như vậy nó bị sai. Thì Tuấn đang rất nóng, đúng không ạ? Bồ kê chảy rất nhiều. Tuấn hy vọng chia sẻ với người đấy thế thôi. Đấy, cuộc sống luôn luôn là như vậy. Còn tất cả anh em học nghề với Đình Tuấn chẳng bao giờ giấu, chẳng có cái gì mà Đình Tuấn phải nhét ra đằng sau. Tuấn phải làm mà không coi. Cái gì Đình Tuấn cũng làm trước mặt cho tất cả anh em, nhưng yếu tố của anh em còn quá kém. Bởi vì anh em cứ nghĩ rằng làm cho Đình Tuấn làm sao phải giỏi cho nó, phải giỏi cho ông đấy, thì trước mắt là gọi là anh Tuấn chẳng hạn, ví dụ, nhưng đằng sau người ta chẳng coi ra gì. Đó là chuyện bình thường, đó là chuyện của cuộc sống, đúng không ạ? Khi ở bên nhau thì coi khi còn tình nghĩa, khi không còn ở bên nhau thì đương nhiên hết tình nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì đồng tiền quá mạnh, bởi vì Bác Hồ quá mạnh. Tuy Bác Hồ không còn ở trên thế gian nhưng Bác Hồ còn rất mạnh. Đấy, sức hấp dẫn của Bác Hồ còn rất lớn, nên tất cả cũng chỉ vì là đồng tiền. Nhưng nhiều lúc anh em học chưa ok cho lắm nhưng các bạn cứ muốn kiếm tiền. Các bạn đâu phải là rẻ một khách hàng ma một con A Black hay con SH vào để cho các bạn sửa đâu. Không phải là bộ nồi tháo ra bắn ốc phật lắp vào lấy tiền đâu. Cái quan trọng các bạn phải có sự uy tín, các bạn phải có sự chất lượng, các bạn làm sao phải phục vụ cho khách hàng ok. Chứ không thấy rằng thấy ông Tuấn này làm nồi như vậy các bạn bảo mề mở tiệm. Một tháng ông Tuấn này làm khoảng 30 bộ nồi thì tôi bèo nhất cũng làm được một tháng 3 bộ. Nhưng không dễ như vậy đâu. Ok, tôi xin phép, nóng quá, không dám bật quạt. Ok ạ. Còn anh em chỉ cần chia sẻ một lần nữa, Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em con Zanu này luôn. Đúng không ạ? Ok. Rồi, Tuấn cảm ơn tất cả anh em. Đấy, cuộc sống luôn luôn là như vậy. Nhưng thật sự cuộc sống với Điền Tuấn sống không bao giờ tệ. Nhá. Anh em nào ok thì liên hệ đây cho mình để đêm mai chúng ta tiếp tục học, đúng không ạ? Đêm mai cũng là đêm 18 tháng 7 Tuấn bắt đầu khóa học mới tại cửa hàng mới. Tất cả lần này Tuấn không phải di chuyển từ tiệm 1 qua tiệm 2, bởi vì tất cả những cái gì Tuấn dạy Tuấn đã để ở cửa hàng 2 luôn cho anh em. Và đặc biệt anh em đừng quên tham gia khóa học ngày 24 tháng 7. Lượng người đăng ký ở đây chỉ cần trên 5 người thôi, và số lượng thì Tuấn dạy không bao giờ quá 10 người. Tuấn sẽ dạy cho anh em liên tục 7 ngày với phương sang điện tử. Đợt này anh em phải ngấm sâu vào, chứ anh em đừng có nghĩ nôm na như vậy anh em bỏ cuộc. Ok. Và anh em sẽ, nếu mà đủ trên 5 người trở lên, Tuấn sẽ bổ máy cho anh em trong vòng khoảng 2 ngày. Ok.
2 ngày và 1 ngày Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em chăm sóc khách hàng, chiến lược kinh doanh. Anh em nào cảm thấy không ghi, Tuấn đọc chậm, cách tư duy anh em thấy cái gì hay, anh em ghi nhép vào trong cái tờ giấy. Đó là quyển sổ đầu tay, đó là một quyển bí kíp. Đấy, đúng không ạ? Học phút sang nghiệp tử khó nhưng không dễ, đúng không ạ? Dễ nhưng không khó, chẳng hạn như vậy. Cái quan trọng chúng ta phải biết giao tiếp. Rồi, thì bây giờ thì Tuấn không để anh em chờ lâu, và thì Tuấn chia sẻ ngay cái bàn này. Có nhiều anh em gọi Tuấn. Con Zanu này thì đơn giản thôi. Tuấn ấn một ban hoàn tù tì cho anh em. Ok. Rút điện trở công suất, bảo vệ thiết bị đèn. Rút luôn cảm biến VS bắn trước. Rút luôn cục nạp. Ok. Anh em lại trừ nhá. Nhưng này Tuấn chơi cho anh em vui thôi. Sạc này hơi bị phê nhỉ. Hồi giờ chưa tháo. Tuấn phải lấy gì nhét, quá cứng nhỉ. Ôi giời, cứng quá, cái này phải lấy gì nhét vào trong này. Đúng không ạ? Ok, nhưng cục sạc này không ảnh hưởng tới hộp ca cho lắm đâu. Anh em yên tâm nhá, bây giờ mình từ Tuấn rất mệt rồi. Ok nhá, chẳng qua thích thì Tuấn rút ra vui thôi, nó không liên quan gì cả. Tuấn xin phép bật cái quạt, nó nóng quá cả nhà ơi. Anh em nghe có ồn không ạ? Anh em nghe có ồn không ạ? Ồn thì Tuấn tiếp tục tắt quạt. Anh em cảm thấy nghe tiếng quạt ồn không? Nếu ồn, mình chia sẻ. Được không ạ? Anh em comment nó có ồn không ạ? Không ồn, ok. Không ồn đâu anh trai. Cảm ơn tất cả, không ồn đâu bác ơi. Tuấn cảm ơn. Do nóng quá anh em thông cảm, đúng không ạ? Vá bộ hôi phải bật cái quạt. Nghe rõ, ok. Đúng không ạ? Sóng wifi rất mạnh, có 26. Ở đây Tuấn chia sẻ cho anh em là hai wifi. Một wifi là tay ga Đình Tuấn. Đây đúng không ạ? Chúng ta bắt ở tần số rất bình thường. Đây là tay ga Đình Tuấn 5G là cực mạnh, đúng không ạ? Nếu bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn vào cái tay ga Đình Tuấn 5G thì chúng ta sẽ rất mạnh wifi hơn nữa. Đây là wifi tay ga Đình Tuấn bình thường. Đấy, Tuấn lắp đặt cho hai cái wifi luôn. Một cục, đúng không ạ? Tương tác có 26, cực mạnh. Sóng nào cũng vậy, anh em nhìn thấy không? Càng đét hai tần sóng này, sóng số 1 tay ga Đình Tuấn và sóng số 3. Còn cái bên này là phở hậu, cái bên đúng không ạ? Chúng ta bỏ đi. Đấy, anh em thấy không? Nó rất rõ, rất rõ. Ok. Rồi. Cứ bật quạt nên chia sẻ anh cũng mất. Ok. Thì nếu sau này đấy các bạn hi hà hi hục thì anh em chỉ cần rút cho Đình Tuấn cảm biến ga này ra thôi. Con này rút cảm biến ga ra là ngọt. Nha. Nếu mà con xe hụp ga bởi vì sao? Nó đang bị con TBS. Con TBS này rất nhanh hư nếu hoạt động trong thời gian. Đúng không ạ? Nhiều con bị lỗi thì cực nhanh hư. Thì anh em chỉ cần giúp con TBS này lên ga ngọt thì anh em chỉ cần bảo tư vấn khách hàng thay con TBS. Đặc biệt cái ban này chia sẻ cho những anh em nào gặp khó khăn về tay nghề. Đấy, đặc biệt anh em ít va chạm với xe phun xăng điện tử, đặc biệt trong tay anh em chưa có điều kiện để sắm thiết bị máy móc thì anh em chỉ cần bấm vào cái nấy này, rút ngay cái cảm biến TB này ra. Anh em chỉ cần nhịp ga lên ga ngọt như được phèn thì chứng tỏ anh em chỉ cần tháo cái lục giác bông này ra, đi mua con TB vào và xong. Tuấn rút TBS nó vẫn ngọt như được.
đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải biết cắt nhịp vài cái, nó hơi bị hụt ga đầu. Tuấn nổ máy đây. Ok. Khi anh em rút cảm biến TB ra thì đương nhiên đồng thời đèn xuất hiện báo lỗi trên này ngay. Đấy. Còn nếu bị hụt ga, bị TBS gây ra, đúng không ạ? Không bị đứt dây hay là cái giải điện áp thấp thì đương nhiên mới báo lỗi 15. Nếu mà cái giải điện áp ok, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, giải điện áp có khoảng bao nhiêu? Có khoảng 1V, đúng không ạ? Thì đương nhiên sẽ không bao giờ báo lỗi cho anh em. Khoảng 300mV, đúng không ạ? Nó bị hụt, là hụt qua cái nấc tới 1V thì con này bị chết. Thì Tuấn sẽ đề và nổ máy cho anh em. Rồi, anh em thấy rõ không ạ? Rồi, ok. Tuấn sẽ nổ máy. Nổ máy đúng không ạ? Đây. Tuấn lấy tay trân trọng, anh em thấy không? Đấy. Thì anh em chỉ cần đơn thuần như vậy thôi. Anh em bảo khách hàng, anh chị bị chết cảm biến ga là xong. Bởi vì cảm biến ga chúng ta nói như khách mới hiểu. Bởi vì lên tay ga cảm biến ga, còn TB khách chẳng hiểu cái mô cái T gì đâu. Khách hàng biết là cảm biến ga bởi vì lên chúng ta lên ga mà. Khách hàng có biết con TB không? Nhiều ông nội ông ngoại gì bảo đi học cái phun xăng điện tử này phải biết con cảm biến TB. Thì đương nhiên học để biết TB, nhưng anh em giải thích khách hàng là chết cảm biến ga. Ok. Đúng không ạ? Khách hàng người ta có được đi học đâu mà người ta biết cảm biến TB. À, anh chị ơi, con xe này bị biết chết cảm biến ga khi chúng ta lên ga, đúng không ạ? Nó bỏ, đúng không ạ? Bỏ giá trị điện áp. À, hoặc đoạn này nó bị chết, đúng không ạ? Nên sinh ra bị hụt ga. Đấy, Tuấn để máy lại. Ok chưa? Và các bạn này không xa, cách đây khoảng vài ngày về trước Tuấn đã giúp một anh em nào ở trên Lâm Đồng thì phải, nhưng Tuấn không nhớ tên. Tuấn xin được giấu tên luôn. Đấy, một con xe Ranu khách hàng mang vào bởi vì ở trạng thái chạy không được. Trạng thái cái đó khoảng hơn 2.000 vòng, khoảng 3.000 vòng. Đúng không ạ? Lên ga mất thì giá trị điện áp có khoảng hơn 1V. Thế thì Tuấn được biết khoảng 1V, hơn 1V. Thì con xe đấy chỉ có giữ qua cái lớp ga lăn ti chạy được. Lên ga là chết máy. Lên ga là hụt là chết. Đó, chỉ có chạy ở vận tốc có khoảng 20 km/h. Đấy. Hình như người anh em ấy chia sẻ cho Tuấn một con xe này vặn ga chỉ có ở vận tốc khoảng 20-25 km/h. Vặn quá thì đi dây con xe này hụp và lặng im, chết. Đúng không ạ? Thì anh em chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Nếu anh em nào chưa có tay nghề, riêng con cảm biến ga là cảm biến TB trên Ranu này rút ra ngọt như nước đường. Còn cái gì sâu xa hơn con xe này bị nguyên nhân ở đâu nữa thì Tuấn sẽ được chia sẻ cho anh em trong một nhóm học và trực tiếp Tuấn sẽ đào sâu cho anh em con xe này hay bị bận ở đâu. Ở trên Việt Nam rất nhiều anh em bởi vì ít tiếp xúc mấy dòng xe phun xăng điện tử nên nhiều lúc anh em lại sợ về xe phun xăng điện tử. Vì sao? Nhiều anh em trên mạng người ta chém dữ quá. Nhiều lúc anh em trên mạng nghe hiểu sâu về con này quá. Anh em phải làm như vậy, làm như vậy. Thì Tuấn chỉ cần hướng dẫn cho anh em đơn thuần nhất, dễ hiểu nhất là con cảm biến ga này. Chúng ta chẳng cần phải nhớ màu dây, đau cái đầu. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần biết tất cả cảm biến ga, dây ở giữa này là dây tín hiệu. Hai dây còn lại sẽ là nguồn và mát. Nó chỉ là 5V. Lấy đồng hồ đo đại đo thí mạng vào hai sợi dây bên ngoài. Đồng hồ không cần phải nhớ ở que đen hay que đỏ, cứ đo đại hai sợi dây bên ngoài. Nếu đồng hồ báo trừ thì chứng tỏ sợi bên này sẽ là lửa, là 5V, bên này sẽ là mát. Chúng ta chỉ cần quay đồng hồ lại một lần nữa, chẳng có chết chóc gì cả. Tiền Toán sẽ bây giờ sẽ lấy đồng hồ làm cho anh em luôn, cho anh em dễ hiểu. Nên nhiều lúc anh em cứ bảo cái này đau đầu lắm, cái này không đau đầu đâu. Chúng ta sẽ bỏ này. Toán xin phép xoay đồng hồ ở trạng thái đo vôn. Tuấn tắt máy bơm rồi đã, cho đỡ ồn. Ống hơi này đang bị xì.
chúng ta chỉ cần nhớ ở thang đo thôi, đo vôn. Chúng ta đo ở thang đo điện một chiều, đúng không ạ? DC. Đúng không ạ? Hai que đo này chúng ta chẳng bao giờ cần phân biệt đâu là âm dương, chúng ta bật khóa điện lên, đo đại vào hai sợi dây bên ngoài. Đo cái này thì anh em chỉ cần đơn giản quay lúc nào, quay cái mẫu cài này lên trên. Quay cái mẫu cài lên trên, nhìn đối diện vào cái rắc. Rắc cái, bởi vì rắc này rắc cái mà. Con TB là rắc đực, đúng không ạ? Cái đực chúng ta đâm vào mới chặt. Cứ nhớ làm sao cho Tuấn phải hai sợi dây bên ngoài, dây giữa là dây tín hiệu. Chỉ cần như vậy thôi. Que đo chẳng bao giờ cần biết phân biệt dây nào dây âm dây dương, cắm đại vào chúng ta phải bật khóa điện nhá. Bởi vì cái này từ IC, đúng không ạ? Cấp nguồn 5V cho cảm biến ga. Đo đại, Tuấn đo đại luôn. Anh em nhìn thấy đồng hồ không ạ? Đấy, nếu đo như này không có dấu trừ ở đằng trước thì chứng tỏ cái que đo màu đỏ Đình Tuấn đúng là dương 5V từ IC cấp. Còn dây màu đen nó chỉ tỏ là mát, cũng là IC cấp. Được chưa? Đơn thuần như vậy thôi. Chúng ta chẳng cần phải nhớ màu dây. Rồi, sau này thuộc bài nhớ màu dây của dòng IA là gì? À, dây màu xanh biển nó là 5V. Dây màu đen sọc xanh sọc đen đen sọc xanh nó là mát. Còn dây màu vàng ở đây là dây tín hiệu. Chỉ cần đơn giản thế thôi. Có dễ hiểu không ạ? Đấy. Tuấn cảm ơn tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc Việt Nam luôn đồng hành và theo dõi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Tuấn hy vọng tất cả những anh em nào hãy tin tưởng thì ủng hộ cho mình. Mình sẽ làm hết khả năng mang lại những điều cảm giác thăng hoa cho anh em. Anh em chia sẻ được không ạ? Chia sẻ, Tuấn có đôi lời muốn gửi gắm đến anh em nữa ạ. Chúng ta chia sẻ. Thì anh em học trực tiếp tại cửa hàng Đình Tuấn thì Đình Tuấn sẽ không nhốt anh em lại một chỗ để học đâu. Anh em có thể thoải mái đi vào và anh em có thể chạy xe thoải mái. Được chưa? Và anh em được tiếp xúc khách hàng trực tiếp nếu anh em khóa học đấy được. May mắn khách hàng vô cửa hàng Đình Tuấn sửa xe nhiều. Thì anh em mình cứ tham ra sửa xe luôn. Chúng ta đụng cà lê mỏ lét tất cả bình thường như tiệm của chúng ta luôn. Chúng ta không có ngại ngùng gì hết. Tất cả vấn đề ở sau Tuấn lo hết. Anh em thoa hồ mà sửa. Và anh em ra chạy thử con xe có cảm giác thú vị gì không? Chứ Đình Tuấn không phải là bắt nhốt anh em lại một góc để cho anh em học chỉ con xe đó thôi. Đánh vài cái ban bận, cắt vài sợi dây tè le hạt me. Anh em cứ thoải mái chơi. Đấy ạ. Và ở đây quán nước rất thoải mái. Đấy, anh em mệt chúng ta mua nước chúng ta uống giải lao. Ở cái cửa hàng này rất rộng và rất thoải mái để Đình Tuấn phục vụ cho anh em. Ok. Đấy. Anh em làm luôn con xe đấy cho mình và anh em được chạy thử luôn để anh em có cảm giác. Và anh em lấy máy đọc phân tích dữ liệu xóa lỗi chạy thử, đúng không ạ? Giao cho khách hàng, cho Đình Tuấn. Được chưa? Ok chưa? Tuấn hy vọng anh em cứ thoải mái. Chứ không phải học trên một cái trường nhốt anh em lại. Anh em phải lo sợ đó, phải ngại ông thầy giáo. Chúng ta bình đẳng. Bạn đến với tôi hạnh phúc được chào đón bạn tại tọa lạc của tôi. Bạn cứ thoải mái như nhà của các bạn. Bởi vì ở đây không có phụ em, phụ nữ, không có gia đình của Đình Tuấn. Ở đây các bạn không cần phải ngại. Và những anh em không cần ngại, anh em cứ thoải mái. Đây là cửa hàng của anh em. Đấy, chẳng qua đôi khi anh em ngại hoặc không ngủ được bởi vì anh em xa nhà. Anh em nhớ gia đình thì anh em không ngủ được thôi. Còn anh em cứ đến với Tuấn coi như cửa hàng của mình. Đấy, cứ thoải mái. Tuấn làm một cái thoải mái nhất cho anh em đến đại học. Được không ạ? Được cho xin một cái like nữa không ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi cả nhà? Thì Tuấn chỉ muốn ước ao mang lại những điều cảm giác cho những anh em thợ máy còn yếu thôi. Các bạn hãy cố gắng lên, phấn đấu lên, cứng rắn lên. Chúng ta không cần phải sợ ai. Đúng không ạ? Chỉ sợ cha mẹ chúng ta thôi. Còn ở thiên hạ, ai sống tốt, chúng ta đền đáp. Còn ai sống không tốt, ok, lưu vào sau này để chúng ta thành công lên, để cho người ta có một cái tầm nhìn nó khác. Nhưng cuộc đời các bạn thuê nhà, các bạn phải cố gắng lên để đừng để chủ nhà người ta coi thường các bạn. Cố gắng lên để sau này các bạn mua mảnh đất, không còn cái kiếp thuê nhà. Cái kiếp thuê nhà là cực khổ.
còn dám nói cho anh em luôn, khổ vô cùng nếu là kiếp đi thuê nhà. Cái kiếp ở phía vợ không khổ bằng cái kiếp đi thuê nhà đâu. Nên các bạn phải mạnh mẽ lên, lưu vào đây, người ta nói như vậy thì mình tiếp tục có một cái động lực để mình đi lên, để sau này mình phải mua được cái nhà. Anh em hiểu không ạ? Đấy, điện thoại thì Tuấn lại yếu pin nhỉ. Đang hay hấp dẫn mà lại yếu pin. Cuộc đời chúng ta sống làm sao phải để cho chất sòng phẳng, không cần nợ bất cứ một điều gì hết, đúng không ạ? Không cần phải ai cho, đừng để ai cho để một ngày người ta lại nhớ bài lai. Không cần phải xin xỏ, nợ là phải trả, đúng không ạ? Bất cứ một làm cái điều gì cũng vậy, thoải mái khởi lở thì trời cho, đánh đo trời lại lại, đó là quy luật của cuộc đời của anh em chúng ta. Ai thì cũng có một cái số cả, đúng không ạ? Đời ai cũng có số, bởi vì dép giày cũng có số, huống chi là con người phải có số. Hãy cố gắng luyện và học, đúng không ạ? Để một ngày chúng ta gặp cái thời thì chúng ta sẽ đi lên, bởi vì trời cho không bao giờ cho được mãi mãi, ai cũng có một cái thời, bởi vì chúng ta chưa đến thôi. Hãy cố gắng tận dụng, cố gắng tận dụng nhất khả năng của chúng ta để một lúc nào đấy ông trời bề trên, đúng không ạ, ông bà tổ tiên cho chúng ta thì chúng ta lên. Đừng có chậm một bước để lúc đấy ông bà tổ tiên trời đất phù hộ thì chúng ta lại chẳng có cái gì, bởi vì chúng ta không có cái gì để chúng ta vận hành thì đồng tiền rất khó kiếm. Thật sự cái nghề sửa xe này thì đương nhiên chúng ta không bao giờ phụ, bởi vì chúng ta sinh ra, chúng ta học nghề, chúng ta lớn lên được thành công được ngày hôm nay chúng ta nhờ nghề sửa xe. Dù có giàu hay là nghèo, chúng ta cũng không bao giờ phụ cái nghề sửa xe. Hãy cố gắng sống làm sao cho tốt để một ngày khách hàng ủng hộ đông, chúng ta sẽ có tiền. Nhưng có tiền thì chúng ta sẽ đi làm bên tay trái, tay phải, chúng ta kinh doanh thêm một chút xíu. Nếu có xong là có tiền, bất động sản. Bất động sản, những ông bụng to bụng lớn trong tay cầm hàng vạn ngàn hàng tỷ, ghê. Chúng ta chơi những cái nhỏ trước. Đấy, đi làm một con cò nhỏ, đi làm giới thiệu. Đấy, đúng không ạ? Hoặc ví dụ một con xe. Không nói đất, bởi vì đất nghe nó to tát, đúng không ạ? Tiền nó nhiều. Nói con xe cho chúng ta dễ hiểu. Không có tiền thì đương nhiên sẽ không bao giờ mua con xe. Biết con xe đấy khách hàng mang bán cho mình, người ta thích bán cho mình. Giá bên kia 10, người ta bán mình 95, nhưng thật sự không có tiền. Không có tiền thì không bao giờ mua con xe. Nên bây giờ mình lại gọi cho một lái tới coi xe, thì đương nhiên khách hàng người ta sẽ nghĩ khác, hiểu không? Khách hàng sẽ đương nhiên sẽ nghĩ mình thứ nhất không có tiền, không có tiền người ta, đúng không? Thì giới thiệu cò lái mua thì con xe này tới trả vờ nó chê ổng chê eo, nó làm khó mình. Bởi vì sao? Để nó ngắt cái tiền hoa hồng nhỏ lại. Lái mà, cuộc sống mà, chẳng ai tốt đâu, đúng không ạ? Vợ mình hay gia đình mình, còn nhiều người chẳng tốt với mình, cũng chỉ là xã hội. Bởi vì Đình Tuấn không giỏi, nhưng trải đủ cuộc đời. Từ Bắc vào tới đất Sài Gòn 10 năm, tới tiếp tục ở miền Trung 10 năm, sống cảm thấy thấm của cuộc đời. Nên chỉ biết chia sẻ thế thôi. Đấy. Nên chúng ta phải cố gắng làm sao để tích góp các đồng tiền để con xe khách hàng bán là mình mua. Mua xong không phải bán vội, bởi vì mình có tiền. Không có tiền mình phải đi bán ngay, mình sẽ ăn mỏng, bởi vì mình bán cho lái, không phải mình mua từ, đúng không ạ? Ngọn bán tận gốc, hoặc từ gốc bán tận ngọn. Đấy, chúng ta phải cắt bán lưng chừng. Như Đình Tuấn cũng vậy. Nó rất khổ ở điều đấy.
Nên chúng ta hãy cố gắng lên, vững chắc lên, đừng sợ gì xã hội đang nói, sống làm sao tốt, chẳng bao giờ phải đụng chạm tới người khác, chẳng phải ngại. Công việc mở cửa hàng, làm, thuê nhà tới tháng đóng tiền, không xin một ngày nào luôn. Tết nghỉ 6 ngày, 10 ngày, 15 ngày vẫn trả tiền nhà luôn. Không cần phải bảo, chủ nhà ơi, Tết con nghỉ 6, 7 ngày, cho con xin ngày, 2 ngày. Không cần phải có từ xin. Đấy, nợ 1 ngày trả 1 ngày, nợ 10 ngày trả 1 ngày, phải dứt khoát để sau này chúng ta không bao giờ phải nợ. Cái nợ tình, nợ tiền, nó mệt lắm. Với Thị Tuấn là như vậy. Thuê hợp đồng nhà kế tiếp vào đây 3 năm. Ok, 3 năm cho 3 năm. Chuẩn bị gần tới 3 năm, ký tiếp, có cho ký không ăn, không cho ký nữa, ok. Em thuê bằng chỗ khác, giờ tiện đi. Nếu chậm, cho em xin khoảng 1 tháng, 2 tháng. Tháng, 2 tháng để em di rời cửa hàng, chứ không phải em xin cái số tiền trong vòng 1 đến 2 tháng. Trả đủ dứt khoát. Cố gắng lên. Để anh em sau này có một cái nhà ưng ý, để chúng ta không cần phải thuê, đúng không ạ? Không cần phải đi nhờ những cái mặt tiền ở phía trước, không cần phải đi ngang đi dọc, không cần phải nhờ dựng con xe ra ngoài này. Nhiều lúc người ta không nói trước mặt, người ta nói sau lưng, dựng xe chật chội, lấn chiếm. Cuộc sống ở thành phố nó khổ vậy, ở quê khác. Ở quê ấy, dựng thoải mái. Đấy, dựng tràn lan. Ở thành phố nó mệt lắm. Qua nhau chúc xì xò, rầm rồ, ấy, nhớt nhiễu nhão, la cái nghề sửa xe này khổ lắm, nó chửi cho, toàn chửi sau lưng, nhiều người nó rủa cho luôn, khổ lắm. Nhưng cuộc sống mình phải chấp nhận, làm sao sạch sẽ cửa hàng là được, đấy, làm sao dọn sạch, sạch sẽ, quét rác. Bởi vì chúng ta có thể một mình, chúng ta có thể không bao giờ làm hết, không bao giờ chúng ta quán xuyến được hết. Bởi vì chúng ta phải còn thợ. Nhưng gặp vài thằng thợ lười chảy nước. Có rất nhiều thằng thợ đi học nghề nó chảy, nó lười kinh khủng luôn. Bởi vì đi học nghề thời buổi hiện nay không giống như Tuấn học nghề ngày xưa. Đấy, nó lười kinh khủng. Chỉ cần sai vài cái là mặt nó nhăn như một cái thớt. Nhưng nó lại muốn thành tài, mà muốn nói ngọt, muốn tăng nó lên như một cái vị trí, một ông hoàng bà lớn, thì đảm bảo thằng đi học nghề suốt cuộc đời cũng không bao giờ giỏi. Dù nó đi học bao nhiêu chỗ thì cũng không bao giờ giỏi, bởi vì nó không có tư duy. Đi học nghề, ông thầy tốt, cửa hàng đấy tốt với mình. Không phải Đình Tuấn nói ở đây là Đình Tuấn không. Rất nhiều cửa hàng, và có rất nhiều người xấu, và rất nhiều người tốt. Có nhiều anh em không chỉ. Bởi vì sao? Vừa muốn ăn tiền lương nhiều, lại vừa muốn thằng chủ nó chỉ hết nghề nhiệt tình cho mình, thì chẳng có cái trên đời này thằng chủ nào nó chỉ hết. Mày muốn lấy chất xám của tao, mày lại muốn được đồng tiền lớn hơn, thì không bao giờ có. Bởi vì sao? Có rất nhiều ông chủ, người ta múa cái tay rất nhanh, bởi vì mình nhìn thì mình làm. Nhưng thật sự nhiều anh em thợ lại không có tư duy. Còn đảm bảo Đình Tuấn nhìn là làm được. Ngày xưa đi học nghề rất tốt, bởi vì cái nghề này chọn Đình Tuấn, chứ Tuấn không chọn nghề này. Nó là một cái vô tình đến những nghề sửa xe, bởi vì nghèo quá khổ. Ước ao đi học cái nghề này chỉ có cái tiệm làm người ta thương, người ta cho chạy thử con xe, ra đạp số 1 vít vài vòng, kéo ga ba xe cúp xe đam, cái bô tân tiến rút lên một cái cảm thấy phê, cảm thấy sung sướng thế thôi. Đấy, cuộc sống là như vậy. Nên nhiều anh em trẻ tuổi đừng có manh động. Cố gắng đi. Đừng có nghĩ rằng chúng ta chịu thiệt. Sau này chúng ta còn mở cửa hàng thì chúng ta lại có thợ, đúng không ạ? Trồng cây nào thì rào cây đấy, chẳng hạn như vậy. Bây giờ chúng ta đi làm ẻ oải mà chúng ta cũng muốn chất xám của người ta, thì mai mốt chúng ta lại gặp những thằng đệ tử như vậy thôi. Cửa hàng lau tí thì bảo lau lưng. Dọn đồ nghề thì phải quan sát, coi đồ nghề này thiếu cái gì, báo với thằng chủ, bảo anh ơi, nói nhẹ câu, thằng chủ bỏ tiền ra mua đồ nghề ngay, chứ đừng có ngại. Anh ơi, hôm nay em dọn đồ nghề thiếu khóa 14. Thật sự bọn em làm ok lắm,
nhưng hôm nay em tìm hết không thấy, chắc mất ở đâu đâu để quên trên xe. Dạ, mai em cho tiền mua khác, ok ngay. Giấu giếm giếm, ngày mai đi tìm không có. Hỏi thằng 1 bảo em không biết, hỏi thằng 2 không biết, hỏi thằng 3 không biết, hỏi thằng thứ 4 không biết. Vậy tao là bất chắc. Sống là phải có trách nhiệm. Đấy. Nên sống chẳng bao giờ chịu nhận. Đó là chỉ là có mối cà lê rất nhỏ, nếu đụng tới số tiền lớn, đúng không ạ? Thì người ta phải điều tra. Không chịu nhận, bắt được thì phải chết. Nên thì Tuấn phải bắt camera nhiều hơn, để cho nhiều anh em thợ ở đây nó không cãi. Bởi vì anh em thợ ở đây chẳng làm nhận hả? Phải bắt nhiều lên, để tôi khi coi lại. Đấy. Và Đình Tuấn khuyến cáo tất cả anh em, và Đình Tuấn bây giờ mở cửa hàng mới này, tất cả nhiều anh em thợ mới học nghề tuyệt đối không cho chạy xe, rất nguy hiểm. Và đặc biệt những chiếc xe khách hàng sửa lại được, nghiêm cấm những anh em lấy những con xe khách hàng đi lòng vòng. Bởi vì sao? Chúng ta không tiếc. Lấy xe nhà đi chúng ta không tiếc, nhưng lỡ may rủi ro lớn ra viên làm Quỳnh Pháp, gặp khách hàng khó tính, người ta chửi cho nát gáo, tại sao tao giao xe cho mày, thì lúc đấy không còn tình nghĩa anh em nữa. Tao luôn, tao vào mày, tao giao xe cho mày, mày sửa, mày có trách nhiệm. Tại sao mày để cho thằng lính mày đi, cho thằng kia tông nhau? Cái xe này tao đang làm ăn được nha mày. Người ta trợn cỡ lên, xe này cha mẹ cho tao, hồi giờ tao làm ăn xây mấy cái nhà nha mày, sao mày lại làm nát hết cuộc sống khổ. Nhưng nói ra bọn nó, mặt bọn nó lại như cái thớt đấy, mặt nó xị ra, bảo thằng này tiết kiệm xe không cho đi. Nhưng xe thì Tuấn thiếu gì, quay đầy xi rút đầy nhưng không đi, nó phải đi những con xe SH của khách hàng. Làm cái gì, ra ngoài kia nó có chạy đàng hoàng đâu, nó ra ngoài kia nó vít ga, nó không bao giờ nó ngó trái ngó phải, đi đằng trước đi đằng sau, nó làm rầm một phát là xong. Cuộc sống ở bây giờ không cái gì biết trước được. Như vừa rồi rất nhiều, lỡ mấy con xe bốc cháy, bảo nó hút thuốc trong cửa hàng, ra kia hút, mặt nó nhăn lên, nó bảo ông làm gì mà ghê thế, nhưng nó không dám nói trước mặt, ở trong lòng nó nghĩ Tuấn thừa khả năng biết, đẻ ra bọn nó mà sao không biết. Thì Tuấn làm nghề được ngày nay va chạm biết bao nhiêu những thợ sửa xe đi học nghề, người ta nói thì Tuấn cũng tức lắm chứ, đúng không ạ? Nhưng anh em nó không hiểu, nó trên răng chỉ có cái xác khô, và gia đình của nó rất nghèo, lỡ may mà cái tiệm này cháy phồng lên mà không có Đình Tuấn ở đây không dập lửa được thì làm sao? Thì lấy cái đầu nó hả anh em, hay lấy tiết của nó? Thì lúc đấy bảo làm là phải lấy tiết của nó là đương nhiên. Thì lúc đấy anh em lại mất lòng nhau. Hút thuốc chẳng là gì, không bao giờ cấm, di chuyển ra ngoài kia, đúng không ạ? Xe ở đây gần 20 con, cái cửa hàng này rất nhiều tiền. Với người giàu không có, những người nghèo thật sự sắm một cửa hàng này phải bỏ ra biết bao nhiêu năm, bỏ ra bất bao nhiêu chất xám mới sắm cửa hàng như này. Thế là nó đốt phật đi xong. Bữa nào Đình Tuấn sẽ giảng dạy và hướng dẫn cho anh em chia sẻ cái cứu hỏa ở đây. Đình Tuấn lắp đặt tất cả được ống nước ở trong cửa hàng này luôn, 3 ống nước, và kèm theo 2 bình cháy chữa cháy dập lửa của Petromax, của cái xăng, đúng không ạ? Bằng khí CO2 xịt cực lắm, 2 bình 2 đầu. Tuấn sẽ mô phẩm cho anh em một con xe đang làm cháy ở giữa đây, và phải huy động cho anh em tập dợt xả vào nước, ướt xe, ướt đồ nghề nhưng không cháy, được không ạ? Van xả áp lực cực mạnh để cho nước tràn nhan ra đấy. Bởi vì sao chúng ta không nghiêm cấm hút thuốc? Lỡ may hút thuốc gạt cái tàn thì không sao nhá, lỡ may ấy mà cái đầu nó đang cháy đấy, gạt mặn mà thì nó đứt, thì đương nhiên quạt gió nó bay tới ngay chỗ đó, nguy hiểm. Thứ nhất là ống hơi đấy, ống hơi dính vào, ống hơi phin nằm ngay ở cái ống hơi mới mua bán kính dài khoảng 6 mét, đứt ở giữa, có phí không? Phí chứ, đấy, nó rất nguy hiểm. Và đặc biệt nhiều anh em thợ có một cái chất đầu này rất tệ, cái ống hơi thì để dưới bánh xe, không bao giờ khi mà nổ máy quan sát xem cái bánh xe có cái gì, chỉ hết nhưng hôm sau nó lại quay lại như vậy, bởi vì nó không có tư duy. Ống hơi bỏ dưới nẹt bánh xe để cho ống hơi mòn đi, xì hơi mới chịu, nghe khi nào có tiếng xì xì nó mới nhìn xuống bánh xe, ồ thì dây hơi đã tét. Cuộc sống là như vậy, dạy hoài dạy mãi, tại sao bảo không dạy, nhưng chất xám lại không tốt, bởi vì tư duy không tốt, học không nhớ,
chỉ có tối nay bay, thằng bạn nào rủ đi nhậu chơi tẹt đi, đêm nay chơi khoảng 1-2 giờ sáng cũng được, mệt mai ngủ chớ hời được gọi điện thoại. Không bao giờ ở đây vài thằng học nghề hiện tại đang lông côm ở đây thì Tuấn chuẩn bị chuột xuất hết, thà làm một mình, khách quen để xe là em làm, ok, khách lạ bơm hơi vá lốp để được thì em vá, không được anh chị thông cảm, bởi vì em không có lính. Bởi vì nhiều thằng lính nó lại nghĩ rằng ông là phải có tôi, không ông chết đấy, nó nghỉ không bao giờ nó gọi. Nhiều hôm nay đi chơi ba, ở đây có nhiều thằng trọi con đang làm cửa hàng thì Tuấn rất chịu chơi, nhưng các chú gia đình, các chú nghèo, bố mẹ các chú nghèo như vậy, tại sao lại các chú lại không lo làm để sau này bố mẹ các chú ngã xuống chúng có cái nghề, bố mẹ đang nuôi các chú phải nuôi lại, không bao giờ nghĩ như vậy. Ông bà còn khỏe cứ làm đi, tôi làm tôi tiêu, ông bà già ông bà đừng tính, nghĩ sâu ra, bởi vì các chú bây giờ cũng trên 20 tuổi, các chú chỉ cần có thằng bạn nó gọi ới một phát, alo bạn đang ở đâu chưa nghỉ hả, thông cảm, hôm nay ông Tuấn ông đông quá ông hối mình làm chút xíu xíu nữa được không, thế là ngày mai nghỉ. Nghỉ không phải là nghỉ lúc 8 giờ, bởi vì nghỉ những cuộc nhậu say, những cuộc chơi mai phê rồi đi làm mệt, tối làm vài chén giải mỏi, ở đây bia tàn Tiger mấy Ken mấy rượu ngoại bảo uống đi, uống khi nào cảm thấy ói tại cửa hàng này thì chẳng thằng nào uống đấy. Tuấn chia sẻ luôn cả anh em thợ thì Tuấn và tất cả anh em nào đang có thợ phải chỉ cho thợ nó phải biết, không em uống hai ba lon em mệt quá, vậy mà mệt quá chút xíu ra kia đang ngồi với thằng bạn uống đấy, Quy Nhơn ướp lạnh Tiger mới Ken không uống đâu, đắt tiền không uống nổi, bởi vì có tiền đâu mà uống Tiger mới Ken mà rượu ngoài, phải uống Quy Nhơn, xong lỡ may mệt quá ngày mai nghỉ. Sống là chúng ta phải có đạo đức, sống chúng ta phải có chất sống tốt. Thì bây giờ chúng ta lâu lâu mới làm đi dọn đồ, dọn cửa hàng này, đâu phải thằng Tuấn ngày nào cũng dọn cửa hàng đâu. Mà thằng Tuấn này nó đầu óc nó suy nghĩ bao nhiêu lần rồi mới dọn. Nên nhiều bố ở đây bảo lâu lâu mệt quá, 3 năm mới dọn cửa hàng một lần, dọn được vài bữa thì nghỉ. Và nhiều thằng biết người đang dọn hàng thì ngày mai phải chạy xe nhanh để cho té, để cho nó què mẹ cái chân cái tay để đỡ phải làm. Tại sao phải đi làm như vậy? Mệt. Và anh ơi em hôm nay hơi mệt, chiều lên tình nghĩa không? Ngại. Đấy. Dọn cửa hàng này vài bữa, thằng nghỉ, thằng dọn, thằng nghỉ, thằng dọn. Có thằng rất tốt ở cửa hàng này, Tình Tuấn chia sẻ luôn, có hiện tại có một em nhỏ rất tốt ở cửa hàng này, còn vài thằng sức to như quả nhưng hơi tí bảo mệt. Ngày nay cửa hàng này thì Tuấn chỉ làm Tuấn với thằng em, rất mệt. Tuấn dọn hàng từ bữa giờ thật sự rất ít nghỉ, ít ngủ luôn, nhưng rất khỏe, cố gắng lên. Đấy. Nhưng bọn nó có nghĩ rằng 1-2 ngày ông tại sao không trừ tiền, ông vẫn tiền đủ không? Tại sao chúng mày không nghĩ như vậy? Đấy, bị 1 tháng nghỉ 2-3 ngày, nhiều lúc thương có trừ tiền không? Đấy. Mày chúng mày có nghĩ rằng những ngày tao ngồi chơi ở đây, một ngày tao ra thu chỉ có 500k không? Âm một tiền mặt bằng, chúng mày có phải chết đói không? Tuấn chia sẻ luôn, chúng mày vẫn có bữa cơm ăn, chúng mày vẫn ngồi lướt web, quay file, vẫn bật quạt. Đấy. Các chú không bao giờ phải nhịn ăn, không bao giờ tôi bảo bây giờ phải tắt cái quạt. Các chú vẫn mở nhạc, tiền điện tôi vẫn đóng, tiền nhà tôi vẫn đóng. Thằng chủ nhà có cho tôi tiền không? Thằng chủ nhà có cho tôi tiền nhà không? Thằng chủ nhà có bớt cho tôi tiền điện không? Không bao giờ, như bọn nó nghĩ không bao giờ được. Bọn nó nghĩ quá ngắn. Đấy. Làm mệt một cái nó lại dở chứng. Đặc biệt ghét nhất những cái tính cách của những cái thằng nghỉ không báo. Tuấn chia sẻ tất cả cho anh em, đặc biệt cho những anh em thợ của Tín Tuấn luôn, và tất cả anh em nào đang có thợ, và đặc biệt anh em nào đi học nghề, thì anh em thấy thằng sư phụ tốt, cái cửa hàng ấy tốt, chúng ta phải tốt với người ta. Thì mẹ mới bố đi làm hồ mệt ngày 8 tiếng rưỡi, không mệt,
sửa xe này ở trong nhà không, có phải phơi nắng bao nhiêu đâu, hơi tí mệt. Bởi vì các chú ham chơi, các chú hay đi bay, các chú có tí tiền trong người, các chú góp lại đêm nay đi bay. Nhiều chú dính phải cái đá chơi vào, sau này cái não của các chú nó chua còn hơn bã đậu hết. Nếu các chú tuổi đời còn nhỏ, các chú đi chơi đá nhiều, thì sau này cái não của chú nó chua hơn là cái miếng đậu hũ. Được không ạ? Hay cho xin một like. Tuấn quay camera lại. Được không ạ? Bên Tuấn chuẩn bị đầu tư cho anh em. Anh em nào ở khu vực miền Bắc có người quen nhá, có bốn thằng em mới luyện công giỏi, gửi đến Tuấn là hai người. Tuấn rất thích những anh em ngoài Bắc tì khỏe. Nhưng thật sự anh em ở ngoài Bắc đi làm thì chẳng có ai chỉ nghề. Nhiều người làm tay nghề 5 năm nhưng tay nghề không biết gì. Bởi vì các bạn, nhiều lúc các bạn lại đòi hỏi lương có khoảng 3 triệu một tháng, các bạn chưa có tay nghề. Đó. Các bạn chưa có tay nghề, các bạn đi xin ở thành phố Hà Nội, các bạn có một cái lương khoảng 3 tháng, 3 triệu một tháng. Thì các bạn làm có 10 năm sau thì các bạn chỉ là cái thằng rửa xe. Đúng không ạ? Còn nếu anh em là khu vực ở ngoài miền Bắc, anh em nào có bạn bè thân quen, những anh em nhỏ thật sự gia đình nghèo khổ, các bạn được học ít bởi vì các bạn nghỉ học sớm. Các bạn đến với tôi. Tôi hứa hẹn với anh em khoảng 2 năm sau, nếu anh em quê Bắc của mình gốc chịu khó tì đè, bởi vì công việc của tôi làm ở đây không bao giờ phải làm khuya nhiều. Đấy, giải quyết con xe rất nhanh. Anh em chỉ cần có cái tư duy học lưu lại. 2 năm sau hoặc là 1 năm sau anh em về nhà mở tiệm luôn, không phải đi làm mướn. Nhưng anh em phải sống cho tốt để bố mẹ tin tưởng, để sau này bố mẹ cho anh em khoảng 50 triệu mở tiệm. Đấy, chứ anh em đừng có đua đòi du a cầu bố mẹ cho tiền. Các bạn lại đi kéo những anh em tới nhậu làm nát cái tiệm. Không phải các bạn mở cái tiệm ra các bạn cứ nhậu mà các bạn mở cái loa thùng này nhảy như kiểu khá bản như này đâu. Thì khách hàng trẻ tuổi, tuổi ten người ta rất thích, nhưng khách hàng có tầm lớp lớn hơn, tuy khách hàng có rất thích anh em nhưng người ta không thèm ghé đâu, đúng không ạ? Ồn ào. Đúng không ạ? Đấy là cuộc sống là như vậy. Tuấn tắt quạt một chút xíu nhỉ. Đấy, cuộc sống là như vậy. Còn anh em đừng quên nhé, tham gia khóa học Tuấn sẽ làm hết bài cho anh em. Áo này Tuấn làm đại lý bên DD ô tô tặng cho hai áo, nên nhiều lúc mặc áo này anh em bảo học chưa thì Tuấn chưa học đâu nhá. Cái này thì Tuấn làm đại lý, đúng không ạ? Được công ty cấp cho hai cái áo. Nhiều lúc anh em nghĩ rằng cái áo này Tuấn lại được học, chưa học đâu. Rồi, ok anh em. Nên đôi khi thì Tuấn bảo rồi, ở đây ấy Tuấn không nhận anh em thôi, nhận thì đông, nên các chú làm quả phải nghỉ hết. Anh không muốn các chú nghỉ, bởi vì các chú làm lâu nhưng các chú phải tốt. Còn các chú cứ lặng quạng, ăn đủ người, các chú biến ngay lập tức. Cuộc sống như vậy, đúng không ạ? Khi đôi khi chúng ta cần người thật, nhưng người đấy dở quẻ, người đấy không coi chúng ta ra gì, thì kẻ đấy không thể nào nuôi được. Sớm muộn cũng phải cho họ bấm nút. Nếu người ta không có biết quay đầu là bờ đấy. Nhiều người cứ nghĩ rằng Điền Tuấn có hai cơ sở hiện tại, Điền Tuấn xin phép chia sẻ cho những anh em thợ lính ở đây luôn. Các chú nghỉ hết đi cũng được, một mình ăn hai tiệm, ăn đóng cửa hàng mới, ăn cho vợ ở nhà kinh doanh việc khác. Được chưa? Các chú đừng có bao giờ nghĩ bảo Điền Tuấn ơi, ông đang có hai tiệm đấy, tôi thích nghỉ thì nghỉ, tổ ông dám đuổi tôi. Các chú nghĩ như vậy sai lầm.
Với Đình Tuấn hiện tại thì các chú nghỉ tích tắc, Đình Tuấn vẫn sống khỏe. Nhưng sống là phải biết. Làm đâu thì quậy. Đặt chân tới cửa hàng này là phải biết lễ phép. Đấy. Khách hàng mang vào, xe vào là phải tiếp đón đàng hoàng. Chứ không phải vào cửa hàng này sửa xe cho khách mà cũng như ngoài đường xã hội chơi. Chúng ta phải biết là chúng ta đang đi sửa xe, không phải là đi chơi. Người đó, đối tượng đó là khách hàng, chứ không phải là thằng bạn của mình. Đúng không ạ? Đấy. Nên nhiều thằng trọi con làm nghề ở đây luôn, cứ lóng ha lóng hóng á. Vẫn ghét nhất là dị ứng những thằng mặc quần mà lỗ đít nó cứ hở như thế này. Bảo hoài không nghe. Bảo bây giờ ấy, mày mặc cái quần mày tụt thì mày đeo dây lưng lại. Hoặc mày mai mày ra chợ mày mua hẳn cái size cho tao nhỏ hơn một size. Không đâu. Phải mặc cái quần cho nó to ra, đít phải hở này. Mất lịch sự. Quá mất lịch sự luôn. Khách hàng ngồi sau mình, mình đứng trước cúi lỗ đít như thế này. Cứ người ta cứ nghĩ rằng ấy, mới anh em học nghề cứ nghĩ rằng cái lỗ đít phải hở thế này mới đẳng cấp. Và mặc đồ, cái quần đằng trước các bạn mọc quá ngắn, tại sao không kéo cao lên? Và nhiều anh em trọi con ở đây đang làm nghề và học nghề ở đây, trước giờ hoặc bây giờ nói chung luôn, mặc quần để hở vài cái lông lung tung, ai không biết là ở dưới đó là cái gì, cứ phải lông lá bồm xồm ấy. Hơi tí cái Tuấn xin phép này, ui trời ơi, nhìn nó ghê gì mà ghê luôn. Thật sự thì Tuấn cũng là đàn ông, chia sẻ hết bài cho các anh em làm ăn để sau này nó có tương lai tốt hơn. Nhưng nay nói thì ngày mai nó cũng như vậy, đúng không ạ? Nhưng thì Tuấn làm nghề ở đây chưa biết bao giờ lấy cả lê cái tô vít để quăng vào chúng nó. Chưa bao giờ nó đang làm mà Đình Tuấn lấy cà lê vi vào mặt nó bao giờ. Kể làm nát con xe Đình Tuấn luôn. Tuấn chỉ có la thôi. Đấy. Nhiều thằng tới đây phá con xe Đình Tuấn nát luôn. Nhưng thật sự chưa bao giờ Đình Tuấn nóng. Thật sự máu sôi tới tận cổ luôn, chuẩn bị trào ra mồm. Nhưng chưa biết bao giờ cầm tô mít hoặc tới vả nó một cái. Chưa bao giờ. Ở đây Đình Tuấn chỉ biết là chửi nó một cái, cắn răng chịu đựng bỏ tiền ra để con xe đấy. Anh em thấy thế được chưa? Nói có tem luôn, chưa bao giờ vả bất cứ một thằng thợ này đây một cái. Mới nói nó thôi mặt nó xị ra, mặt nó xị ra là cái mặt đấy là muốn quấn rồi đấy. Mặn hơi tí nặng như cái thớt. Nên ở đây có rất nhiều thằng trọi con học ở đây, chỉ có lợi dụng 3-7-21 ngày. Ăn phở đi em. Em phải nói bậy thế. Đúng không ạ? Và đặc biệt ở đây có vài thằng cũng vậy, học chỉ được 3-7-21 ngày, về nhà xin cha mẹ khoảng 5-70 triệu mở tiệm. Chết vỡ mồm ngay. Đấy. Nó muốn kiếm tiền mà. Bởi vì đồng tiền quá mặn, ai cũng muốn kiếm. Ai cũng muốn xông pha ra kiếm tiền. Đấy. Ai cũng muốn làm ông chủ, để cái cửa hàng không phụ thuộc tới sư phụ nữa chẳng hạn như vậy. Ông làm chủ thì tôi cũng làm chủ. Ok. Với điều đó thì bình thường. Nhưng chúng ta học hành, cha mẹ xin thì học đồng hoàng. Tiền học phí ở đây tất cả anh em vẫn không lấy 1.000 bạc nào luôn. Đấy. Vài triệu, vài tiệm ở đây nó còn lấy chỉ 2 chỉ vàng. Thì Tuấn không lấy 1.000 bạc nào luôn. Học đến ngày đến giờ xuống núi trả tiền. Nhưng thợ ở đây mà để học được chất xám của Điền Tuấn thì hơi bị khó. Bởi vì người ta không có trí nhớ tốt. Bởi vì tâm hồn xác, cái thể xác của anh em đang ở đây, nhưng cái đầu đang ở ngoài xã hội. Thế thôi, thì không bao giờ làm xong được. Chỉ có phá hết.
hóa nát hết. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Nên tại sao ở cuộc đời này có một người làm tới tận già, tới tận chết tay nghề không giỏi được? Có người nó chỉ cần luyện cứ khoảng 1 năm, chấp ông kia 10 năm. Đó là quy luật thôi. À, bởi vì người ta có tư duy tốt, ông kia chẳng có tư duy. Thế, chẳng bao giờ nghiên cứu. Nó chỉ có nằm luẩn quẩn ở đó thôi. Và cứ đi chơi với cái thằng mà nó ngu hơn mình. Đấy, thì không bao giờ có sáng tạo. Đó là quy luật. Và đặc biệt ở trên đời này có nhiều thằng có cái tính bảo thủ, và đặc biệt có cái tôi rất lớn, thì các bạn bảo đảm sẽ không thành công. Nhiều người có một cái tôi rất lớn. Anh em inbox, đúng không? Anh em nào học online trực tiếp inbox cho Đình Tuấn nha. Năm mươi chín lượt chia sẻ, Tuấn cảm ơn. Rồi, Tuấn cảm ơn. Một người nữa 60 lượt chia sẻ được không ạ? Nhưng đôi khi cuộc sống Tuấn thấy nhiều anh em đi học nghề, có rất nhiều anh em rất tội, nhưng anh em lại không được chỉ, bởi vì anh em đi đúng không đúng chỗ. Đấy, có rất nhiều anh em gặp phải tình trạng đấy. Còn có rất nhiều anh em lôm côm là đi đúng chỗ mà lại không chịu học, bởi vì cuộc sống luôn luôn là như vậy mà, không bao giờ hoàn thiện. Đấy, không bao giờ ok. Đấy, đôi khi cảm thấy nhiều anh em lem tem em ở đây nghèo, nhưng cứ muốn chơi với thằng giàu. Cứ đi chơi với thằng đại gia, nó bao được bữa chứ mấy. Nó coi các bạn ra gì. Các bạn chỉ làm cu ly cho nó. Nó bảo đi là đi, bởi vì nó có tiền. Thì các bạn muốn ăn mà, thì các bạn phải theo nó. Đúng không ạ? Sau này nó không thích nữa, nó đá các bạn đi thôi. Đó là quy luật. Nhưng mấy chú trẻ con ở đây chưa hiểu được. Gái cũ, lỡ may mà đóng nó có bầu xong, cưới nó, về nhà tiệm chưa có, con vợ đấy chưa có công ăn việc làm, đẻ ra đứa con, nếu là trời phù hộ mạnh khỏe không sao, nó bị đau bệnh thì không có tiền ngay, thì về nhà lại đấm đá nhau liên tục 3-7-21 ngày là lại ly dị. Nên chỉ hoài, và cuộc đời của anh khổ lắm rồi em. Anh chỉ cho tất cả anh em ở đây thật lòng, nghe đi, sau này khéo lại hối hận. Không nghe đâu, dạ trước mắt anh em ở đây nó không hóa lại cái sự sung sướng đấy. Tối nay dẫn em để đi cà phê chút, thuê phòng trọ đóng gạch, có nhiều đêm nó đóng tới 3 gạch thì ngày mai làm sao còn sức. Nó khổ vậy ấy. Ở đây nhiều ông thì đương nhiên đàn ông chúng ta ai không khoái đàn bà. Đấy. Nó đóng gạch xong ngày mai nó trả vờ nó bảo mệt. Một đêm nó đóng tới 3-4 cái. Nó rủa vậy. Ví dụ đi chơi về khoảng 1 giờ sáng đóng một cái. Thằng nào khỏe nhất 2 giờ đóng, 4 giờ đóng. Thì ngày mai ông nội nó sống lại thì cũng không bao giờ đi làm được. Xong ngày mai nó bảo nó mệt. Bởi vì đi sửa xe này rất mệt, bởi vì chúng ta phải cần tư duy, phải cần hiểu sâu về con xe phun xăng từ, và phải học, chúng ta đã học nghề, chúng ta phải để đầu óc ấy để học nghề. Đây nó bảo tối mọc, mệt đi sản phép. Rồi lỡ đóng cho phát có bầu, xong rồi bảo hai bên cưới, không cưới xong rồi nó đi phá thai. Đấy, xong lỡ cưới xong 3-7-21 ngày, con khóc yêu, đang chơi mà. Đang chơi mà, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta ở đây, những anh em học nghề ở đây chỉ có hơn 20 tuổi. Đang chơi, đang sung sướng. Tối nay du hí bạn bè, em, trời ơi, đi chở nhau, ôm nhau, đi khách sạn. Nhưng khi mà băng bầu vào ấy, đẻ xong, đứa con sinh non rất khổ, phải nuôi ở lồng kính. Thứ nhất không có tiền, bởi vì hai đứa không có thu nhập, đang đi làm mướn, ok. Nếu mà cái tội ấy nữa, tôi cho nghỉ một ngày, tính tiền một ngày, trừ một ngày, nghỉ một ngày, trừ một ngày, nghỉ một ngày, trừ một ngày luôn, thì mày sẽ không mở có tiền. Thì về nhà nói bố mẹ, móc hầu bao bố mẹ đi làm khổ,
đi từng bướng bướng từng bữa cơm, ai thuê gì làm đấy, ngày 250-300 ngàn bạc, làm 8 tiếng rưỡi, khổ lắm, kể cả làm thợ dâu ở đây thợ phụ 250, thợ 300, 8 tiếng rưỡi trời nắng đấy. À, thế sao lúc đấy bảo ông ấy nói đúng thế nhưng tại sao lại không nghe, muộn rồi cưng, nên nói hoài bây giờ cứ dạ dạ ấy. Vâng, con gái bây giờ dễ lắm anh em, không như ngày xưa. Ngày xưa con gái còn có ý có tứ, bây giờ đụng cái là đóng ngay. Đấy, con gái thì Đình Tuấn không dám nói nhiều, con gái thì có rất nhiều, bởi vì rất nhiều người tốt và người biết có ý. Còn con gái bây giờ cứ sơ hở cho đi ăn khoảng vài bữa là đóng gạt ngay. Đấy, bởi vì con gái bây giờ ấy 50-50, không còn giữ ý nữa, đóng gạt. Và vài em cũng đi gàm gái cũng vậy, ở Gia Lai con tum trả vờ xuống Bình Định hoặc là đi đâu trả vờ đi làm công ty may gửi tiền ra gà, nhưng xuống đây tàn đi làm gái, xong trả vờ bảo người yêu mới bảo người nhà con đang đi làm, đó là cuộc sống, đó mới gọi là xã hội. Đi tới đây đi đóng gạch đấy, ngày nay được bao nhiêu quốc, xui quá chưa, quốc nào tốt vía tốt vang, vía lành thì về ở, vía dở thì đi, tốt vía tốt vang tối nay gặp mấy thằng đực đóng gạch. Nên nhiều chú ở đây bảo hoài không nghe, đóng hoài sau này nó bị cái gì gà gà đấy, sủi một gà lên các chú cũng bị chữa mệt lắm. Chưa kể cái hai quả của các chú ấy, sau này nó sưng lên, nó bốt luôn, các chú đi tiểu không được, các chú phải đi nằm viện để đi chữa hai cái hột đấy. Nhưng các chú không nghe, các chú này, các chú ở đây phải một ngày nào nhận một căn bệnh đấy các chú mới sợ phải đi chữa, đi tiểu không ra luôn, nó cứ bốt luôn, không muốn làm gì hết, trong người rất khó chịu, tức ạch ạch, thì lúc đó mới thống. Nhưng các chú nào thật sự cuộc sống các chú ở đây quá khổ, anh hiểu tất cả hoàn cảnh các chú ở đây, thật sự các chú không phải là đói, đúng không ạ, nhưng các chú còn quá khổ bởi vì bố mẹ các chú quá khổ luôn, chịu khó tu tâm học tới 2-3 năm làm được tôi trả tiền ok, tiêu tiết kiệm lại. Nhưng các chú cứ vẻ ta đây oai, đi về tắm rửa cưới những con xe phì ga đi ù, sống để cho bằng xã hội, bằng cái gì xã hội kệ. Thì đương nhiên trong lòng tôi với các chú hay là tất cả anh em ai cũng suy nghĩ bảo thằng bạn mình tại sao nó khá mình lại nghèo, tại cái số mình chưa tới, nó đi trước mình thì đương nhiên bây giờ nó nhận trước, thì bây giờ chúng ta phải luyện đi để thời đến phất lên cho bằng bạn bè. Trong đầu cứ nghĩ rằng ôi trời ơi, thằng ấy sao giàu thế nhỉ, sao kiếp của mình lại nghèo thế nhỉ, gọi đi học sửa xe nhỉ, ai bảo kiếp sửa xe này nghèo, ai bảo ông làm giám đốc mà giàu, ai bảo sửa xe này mà nghèo, thời chưa đến thôi, luyện đi, chứ đâu cần cái thằng ngoài đường nó chạy con hát mà nó giàu, thằng đi xe đạp sửa xe này đã nghèo, chưa biết ai hơn ai, hay thằng kia đi ô tô bằng tỷ mát sướng, đúng nó sướng trước mắt, ta nghèo chấp nhận cảnh. Đỗ Bảo Phong, con gái bây giờ toàn hiếp con trai. Và ở đây thiếu gì, kể cả Đình Tuấn ở đây, nhưng Đình Tuấn không thích cho lắm. Nhiều em ở đây chồng bỏ, chồng xa, chồng chết, chồng đi xa, phơi phới làm toàn nhà nước, ngân hàng lung tung, người thơm phức, bởi vì mấy em ấy làm có bao giờ phải ra nắng đâu, máy lạnh xịt dầu thơm thơm phức, mặc những cái cục họ làm trong ngân hàng, toàn đồ toàn mặc váy mà mắt rượi rất đẹp, chỉ cần phun một con xe cái lạc quạng là đi ngay. Nhưng Tuấn không thích, bởi vì lỡ may đi quá sâu thì gia đình sẽ được tan nát, tan nát ngay nếu chúng ta đi quá sâu. Đấy, ở đây thì Tuấn thiếu gì, trẻ cũng có và u cũng có,
U3 mấy 40 cũng có, U2 mấy cũng có. Đấy, chỉ cần làm con xe, chỉ cần hot vài cái, xin số điện thoại, nhắn tin một cái thì đảm bảo em sẽ là bên tôi. Chở đi ăn uống, mua vài bộ đồ, em sẽ là của tôi. Nhưng thật sự trước mắt nghĩ là sơi. Bỏ tiền ra, ăn bắn là phải trả tiền, phải đầu tư, đúng không ạ? Sơi. Sơi xong bỏ không sao, đúng không ạ? Nhưng sơi xong mà để nó thấm lâu vào ấy, mưa ngầm thấm lâu vào ấy, thì con vợ biết được thì tan cửa nát nhà ngay, loạn quạng thui nhau trong căn xăng ngay. Đấy, loạn quạng là mày cứ đi ngủ, con vợ nó vẫn im ru gà rù. Nhiều con vợ nó giỏi lắm, nó không hoang 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 cái mồm đâu, nó biết, nó cứ theo dõi, im, này, chụp máy tấm hình, im, chụp máy tấm hình, im du như một cuộc sống bình thường, để một ngày nào đấy cha hỏi, mình chối, ok, vợ nào đó là con vợ nó tốt nhá, sống có tình nghĩa, biết con thằng chồng sai, nói nhỏ, anh, sao anh làm vậy, em sống tốt với anh, sống tốt với con anh, tại sao anh lại phản bội em? Thế là mình chối ngay, ai chở làm gì có đâu cưng, chở ăn làm sao mà đi cái đó bao giờ đâu cưng. Em nói thật chứ em không có đùa nha, trời ơi em từ bấy có đùa đâu em. Vợ lại làm thêm một lần nữa, em hỏi thật, tại sao anh phản bội em, em sống với anh như thế nào, tại sao anh phản bội em? Như vậy không phải phản bội một lần, rất nhiều lần. Trời ơi mẹ mày hôm nay lại nói gì đấy nhở? Nói gì bố chẳng nghe được, đúng không ạ? Khôn mà, mẹ nói gì bố chẳng nghe được. Đấy, em hỏi một lần nữa, đang nói chuyện rất lịch sự, em đang rất tỉnh táo nói chuyện với anh, anh cũng đang tỉnh táo mà vợ lại nói thế nhở? Nói giết như vậy xong con vợ đưa bài bộ ảnh rồi cúi đầu, biết quay đầu là vợ, con vợ bỏ qua, tiếp tục ngựa lại quen đường cũ, thì con vợ nó ức chế im, mà không bao giờ nó quấn nhau làm gì. Tối đang ngủ, mẹ mày lấy kéo xịt một phát, xong, xong đời cô lụa. Đấy, cuộc sống đang ngủ lấy kéo bén, kéo sửa xe này, cắt ruột xe này bén này. Đặc biệt lại mới mài, cho thằng thợ nó cắt ruột bén lắm, hoặc là mới kéo cắt vải xỉa phát. Hoặc nhiều con vợ yêu tới ghen, thằng chồng không phát ra được, ngủ, đúng không ạ? Gửi con qua bố mẹ, nó ra ngoài kia nó mua khoảng 2 lít xăng, nó đổ lên đệm thôi, đang ngủ mà, sửa xe mệt mà, ngủ. Thế là lấy mồi lửa trong ấy là xong, sướng trước mắt. Bởi vì chúng ta không bỏ được con kia nên chúng ta đi sai. Nên phụ nữ gọi là người thiệt. Mẹ thằng chồng thấy con phụ nữ đi với thằng nào thì điên hết cả sốt lên, xử ngay, xử ngay thằng địch, tình địch. À, đúng không ạ? Xử ngay. Nhưng mẹ đàn ông đi chơi gái chơi liên tục. Tội, tính là tội cho phụ nữ chứ. Đúng, tội cho phụ nữ. Thà một người vợ của mình không còn sức khả năng phục vụ cho mình, hai vợ chồng nói với nhau, bảo bây giờ em yếu sinh lý, em già rồi, em không đủ sinh lý, ok, anh đi ngoài. Nhưng anh đi ngoài, anh bán trả tiền nha, anh sống tốt với gia đình, ok. Đó là con vợ nó hiểu ý. Bởi vì chúng ta phải cần sinh lý, đúng không ạ? Bởi vì thằng chồng nó quá mạnh và sung sức. Nhưng con vợ không còn đủ yếu tố phục vụ sinh lý, đúng không ạ? Hai vợ chồng nói nhỏ, ok, anh làm vẫn có tiền đưa cho em, sống tốt với em, nhưng anh đi giải quyết bên ngoài, ok. Nhưng anh đừng có a du a còng, anh kiếm phải con nào vào, cứ anh ơi nay tiền em đi, hôm nay em đau tim quá, anh ơi hôm nay con iPhone X Max mới ra nhá, anh ơi hôm nay con SH mới ra nhá, lại ăn trộm tiền của vợ đưa cho nó thì vứt. Bởi vì chúng ta đằng sau không có vợ được không, chúng ta còn có 2, 3, 4 đứa con ở phía sau đang chờ sữa bố. À.
đấy đúng không ạ. Xin chào anh tóc dài Huy ạ. Đó là câu chuyện thì Tuấn muốn gửi gắm tất cả cho anh em thợ máy rồi chia sẻ, và đặc biệt cho mới anh em học nghề đúng không ạ, tất cật và ban bật. Anh công tử xe như anh bây giờ là anh đi bình thường nhá. Đấy, anh công tử xe đang đi bình thường. Và Tuấn cảm ơn tất cả anh em đã tham gia và lượt chia sẻ rất đông. Đây hôm nay Tuấn đã chia sẻ anh em hoạt động của con xe Nano bị hụt ga, và thì Tuấn chia sẻ và tất cả anh em thợ đang học nghề, và đặc biệt anh em đang chuẩn bị đi học nghề, và tất cả đúng không ạ? Chúng ta cái câu chuyện tất cả Tuấn chỉ là kể hài và vui, nhưng tất cả nó là sự thật ở ngoài. Ở ngoài đời tất cả Tuấn không pha trộn gì, so với tất cả những gì Tuấn trải qua được, biết tất cả ở ngoài cuộc sống Tuấn chia sẻ tới tất cả anh em. Rất mong anh em đồng hành và đón chào và đón nhận những tình cảm của Tuấn chia sẻ cho tất thể anh em thợ máy. Tuấn hy vọng tất cả những gì tay nghề mình và tất cả khoảng gần 30 con xe thì Tuấn chuẩn bị đầu tư thêm, thì anh em hãy đến với đây đúng không ạ, để chúng mình làm hết khả năng. Tuấn sẽ cho anh em hết khả năng về những xe động cơ, xe ga và hệ thống khóa thông minh smart key, và cái gì anh em thích đến đây Tuấn làm cho anh em hết đúng không ạ. Xong toàn hôm nay có cái ban gì vậy hay thì anh em có thể nào vào sau thì anh em xem lại clip vào hôm mai đúng không ạ, anh em xem lại từ đầu cho tới cuối, cảm thấy đoạn nào không hay anh em tua qua xem đoạn hay đúng không ạ. Còn một clip thì Tuấn like thì cực kỳ là dài, thời gian thì Tuấn like từ bấy giờ khoảng tương tác 1 tiếng 27 phút, thì Tuấn có thể like một lần liền tù tì không uống nước like tới 5 tiếng đấy ạ. Chất lượng giọng không có một giọng nước nào thì Tuấn có thể like tới khoảng 5 tiếng, chỉ sợ hết pin thôi đúng không ạ. Tuấn cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và ủng hộ Tuấn trong thời gian rất ngắn vừa qua. Tuấn cảm ơn. Ok, còn anh em đừng quên tham gia khóa học vào đêm mai là đêm 18 tháng 7, chúng ta lại tiếp tục khóa học online trực tuyến kéo dài trong vòng khoảng 2 tuần, bắt đầu khoảng buổi học buổi tối khoảng 19:30 cho tới 22 giờ hàng đêm. Tôi rất mong tất cả anh em nào đang gặp khó khăn hãy inbox. Còn tất cả anh em nào mua thiết bị máy chuẩn đoán về thì Tuấn giảm ngay 50% giá trị tiền học phí, giảm ngay 50%, và đặc biệt hỗ trợ cho anh em đọc tất cả thông số trên con dòng xe phụ xe điện tử ok nhất. Còn anh em nào mua thiết bị mà không tham gia khóa học online thì Tuấn sẽ trả tặng cho tất cả anh em một thiết bị gì đấy, ví dụ đồng hồ hay tất cả những cái gì đó là vật dụng, đó là kỷ niệm anh em làm trên xe phụ xe điện tử nhá. Mua tất cả thiết bị máy móc nào trên thị trường Việt Nam thì cũng vậy, anh em ủng hộ Tuấn sẽ đảm bảo hỗ trợ cho anh em nhiệt tình. Và đặc biệt những bạn về trên xe phụ xe điện tử chẳng có gì mà khó, anh em đừng có nghe thiên hạ người ta hù ma dọa khỉ, bởi vì cuộc sống bây giờ hù ma và dọa khỉ nhiều lắm đúng không ạ. Những anh em nào yếu tim đúng không ạ, nhọt tim, chúng ta đừng có phải sợ, chiếc xe phun xăng chỉ có thế thôi đúng không ạ, chẳng có gì mà chúng ta phải suy nghĩ gì nhiều. Còn anh em nào tới đây thì anh em sẽ học trực tiếp và anh em ngủ ngay cửa hàng thì anh em được có thể quan sát khoảng 30 con xe tha hồ, anh em cắm máy cắm tẹt ga. Chỉ cần anh em suy nghĩ 50% con xe này có cần làm hay không, hoặc anh em thắc mắc chỗ nào hỏi Đình Tuấn trước khi sử dụng, không lỡ may nó chết IC của gia đình Tuấn. Thế không ạ? Anh em đừng có tự ý chọn, bởi vì anh em đã được học, anh em hiểu con xe này ok, anh em làm thoải mái thì Tuấn đã hướng dẫn cho anh em rồi, thì anh em làm thoải mái vô tư, Tuấn cam đoan con này sẽ không bị chết IC. Còn con này anh em cảm thấy 50, anh em phải có suy luận nhá, suy luận 50-50, anh em cảm thấy ở cái này cảm thấy suy nghĩ, Tuấn ơi, cái này làm như này có được không, có nguy cơ chết IC không, Tuấn bảo không đúng không ạ, không chết, chết thì anh em cứ thoải mái. Và đặc biệt hơn, anh em có thể chạy trái chạy phải, đi lên đi xuống, chứ thì Tuấn đào tạo ở đây không nhốt anh em lại một góc, nhiều nơi đào tạo nhốt anh em lại một góc thì anh em chỉ cần biết làm vài ba tiếng thôi, bởi vì con xe đấy người ta tạo anh em vài con cảm biến hư, cắt cho anh em vài sợi dây, anh em không được chạy xe, anh em đâu biết cái xe nó rung. Cái quan trọng là một thằng thợ sửa con xe ra phải biết chạy xe. Có nhiều người giỏi về phụ xe điện tử, chạy con xe lắc chẳng biết, chạy con xe kêu ẻ chẳng biết, chạy con xe này bị kêu láp hay kêu nồi hay lỏng mặt nồi chẳng bao giờ biết, chỉ giỏi về FI thôi, các bạn chưa đủ đấy à, được không ạ. Còn thật sự giảng dạy cái phụ xe điện tử FI này dễ gấp vạn lần dạy học. Tối nay kết thúc khoa học và chiều nay 18 giờ ăn cơm xong soạn giáo án. À, ngày mai tiếp tục dạy ABC Burger. Chỉ cần lướt qua một cái là thuộc lòng, mai nói như một con sáo. Nói như một con sáo ngay. Đấy. Thế thôi. Có gì đâu. Đấy, trả vờ ôn bài nghỉ đi. À, xe này hôm nay đánh cho anh em vài ban nữa cho nó phê. Đánh nó cảm biến góc nghiêng. Đánh nó con CB. Đánh nó con gì đấy. Thế thôi.
ngày mai cho các bạn mò há mồm. Và các bạn cứ ý tưởng trong đầu một ông thầy đến ban cho các bạn mò ra sung sướng thế, sung sướng chứ. Hồi giờ chúng ta chưa mò cái ban này, sung sướng. Thế là một nhóm học bao vây một con xe Danu này tương tác khoảng 5 người, vỗ bàn. Wow, con xe này nổ rồi thầy ơi. Thằng già lại gọi thằng trẻ bằng thầy, nên tại sao thằng trẻ nó lại nhân bạc tóc mà thằng già lại nhân lâu bạc, đúng không ạ? Wow, thầy ơi, xe này nổ rồi, thầy kiểm tra cho em. Thế là thầy trẻ lại gọi cái thằng đầu xanh lại gọi thằng tóc bạc. Ôi trời ơi, thầy chúc mừng cả em nhá, thầy chúc mừng, thầy chúc mừng, anh em dê giỏi thế. Nhưng về nhà thì lại làm chẳng được. Đó là quy luật. Mới ông thầy giảng trên phong sai người từ FI thì Tuấn dư khả năng biết ông đấy đọc cái vị gì luôn, được không ạ? Tin Tuấn thừa biết những ông ấy dạy những cái gì, và thừa biết hiểu những ông ấy đang nghĩ gì luôn. Nên các bạn học như vậy, nó chỉ có sướng và phê ở cảm giác trước mắt thôi, các bạn chưa hiểu được nó. Nhưng con xe ra ngoài xã hội làm, khi anh em tiếp xúc nó thì nó vô bờ bến. Nó phải đứt dây đâu, đâu phải các bạn đi học về con xe này đứt dây đâu, khó đứt lắm. Một con xe hoạt động có khoảng mười mấy năm về sau, không được cạn, không được chuột cắn, nó chưa chắc đứt dây. Còn dây điện bây giờ rất bền, chưa chắc bị oxy hóa đâu. Oxy hóa ở đoạn nào trên con xe Tuấn sẽ chỉ cho anh em luôn. Còn cứ một con xe mà cắt dọc hết sàn dây, anh em vào anh em đi học một con xe đấy cảm thấy anh em đã nổ não rồi, bởi vì anh em nhìn thấy dây nhiều quá. Và đặc biệt những ông thầy đang dạy ở trên Việt Nam này cắt dây ghê quá, một bó dây điện, đúng không ạ? Thì đương nhiên mỗi ông thầy dạy con xe Phúc Sang từ, mỗi ông thầy phải hy sinh bộ dây điện, ông dạy cắt, anh em nhìn thấy bồm xồm dây, trắng sọc đỏ, trắng sọc đen. Và đặc biệt những anh em nào tuổi lớn, anh em lại phải đọc cái ký hiệu Y sọc G đấy, cộng lọc W đấy, R. Anh em đâu có trí nhớ tốt, mệt chứ, sao bằng còn trẻ được, không thể nào nhớ được đấy. Và nhiều anh em nào già đi học cái tiếng Anh, tiếng Tàu gì ấy, để đi qua Mỹ để sửa xe Phúc Sang điện tử, hay là khu vực anh em có nhiều thằng Tây, nhiều thằng Tàu thì anh em hàng học. Nhiều anh em già 50 tuổi đi học Phúc Sang điện tử bảo chỉ có học tiếng Anh thôi. Mới anh em đi học về nhà để dạy lại đỏ R, anh em khỏi cần học cái đấy, sau này anh em thông não về nhà ghép từ từ chữ cái. Y là gì, G là gì, R là gì, W là gì, đọc tất cả 24 chữ cái anh em sẽ ghép lại đấy. G là xanh, R là đỏ, R ghép với W là gì, là đỏ sọc trắng, W là trắng chẳng hạn như vậy, Y là vàng. Anh em ghép vào từ từ, ngày nay anh em chỉ cần ghép cho Đình Tuấn khoảng 2 chữ thế thôi, R và W màu gì, ghép như vậy thôi. Còn bây giờ anh em đi học một cái lớp nó nhét liên tục cho anh em cái cơ bản về cái tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng camera gì, về quê sửa với tần tộc phát sóng R. Tuấn thấy nực cười, nhiều anh em chia sẻ với Tuấn, Tuấn thấy hài. Và con cảm biến này cần gì phải học sâu, anh em về nhà có sửa turbo IC gì không, biết nó hộp ga hư, con nạp này quá nạp hoặc không nạp hư thế thôi, hay là anh em phải đi học về nhà để anh em mổ con nạp này ra, con nạp này xe Danu xài chung với SI hư bỏ bán rẻ bèo, được không ạ? Còn nhiều anh em bảo sửa con IC bằng tảng đá, ở Việt Nam này chưa có thằng nào sửa con IC luôn, nó đúc bằng tảng đá, con IC bán rất rẻ, thời gian đâu mà đào ra mà sửa. Và sửa xong con IC đấy, những ông thầy đấy cũng phải loạn hết cái đầu. Và nhiều anh em đừng có phải hỏi, bảo con IC này của K27 chết có sửa được không? Ở Việt Nam này chưa nào sửa đâu, nó đúc nguyên khối, nạy cái khối đã tảng hay ra không, đã tổn thọ rồi. Mà cục đấy có mắc tiền, thà cục đấy vài chục triệu, cục đấy có 2 triệu bạc mua thay, được không ạ? Và đặc biệt nhiều anh em học con SU này ở trong này, thấy nhiều anh em hỏi con này điều khiển chốt mở khóa từ, bởi vì sao? Từ cái công tắc đánh thức, dập mát đánh thức cho SU, SU sẽ cấp nguồn mở nguồn từ. Thế là nhiều bố bảo cái con này này, con mở chốt từ, thế về nhà này ra thay đâu, nó chưa chắc đã hư con đấy đâu, nó đứt mặt, nó hư con khác, nó đâu phải làm việc bằng con đó đâu, nó rất nhiều nguyên nhân để nó điều khiển mở chốt từ. Thế nhiều anh em bảo đi học ở đánh dấu ở con này nhớ nhá, sau này mở chốt từ không được, đúng không ạ?
mở ra thay, y ha y hùng thay, xong cuối cùng không được. Con này rẻ thối thôi, có nhiêu tiền đâu. Mua về chết phần cứng, lấy cái máy đọc lỗi đấy, copy S qua, cắm vào một phát, nổ phịch phịch. Thời buổi bây giờ 4.0 2020 suy nghĩ làm gì, được không ạ? Sửa IC để cho những anh lớn sửa, người ta quen hết rồi. Dù bạn mới đi học về giỏi thì người ta cũng chẳng biết bạn là ai đâu. Đấy, người ta giỏi hồi xưa có tiếng để cho người đó, nhưng người ta chỉ có nhiệm vụ người ta làm đấy để mình sửa xe thôi. Đấy, được không ạ? Đấy, nó khó lắm. Nên nhiều anh em bày đặt và nhiều anh em cũng chém rõ ngày nay ở sửa con này đăng lên chém luôn thôi, có việc đâu mà làm. Cái quan trọng là thấy thằng đấy nó chụp hình cửa hàng nó có đông không, thằng đó gọi là thật. Còn trên đời này toàn hù ma dọa khỉ thôi, toàn chém rõ là giỏi. Đấy, nhiều anh em tim đập nhẹ đấy, sợ. Cái này Đức Vinh thực tế rồi, anh em phải xem từ đầu. Muốn chia sẻ con Zanu này quá thực tế, anh em vào sau, còn muốn chia sẻ gì nữa, đúng không ạ? Quý Phạm, ai chửi thì kệ, miệng lưỡi thế gian, Tiến Tuấn không quan trọng đâu, đúng không ạ? Chửi thì Tiến Tuấn tắt Facebook, khóa chặn thằng đó lại là xong. Tuấn đâu quan trọng, ở trên đời này ai chửi mình chia sẻ là đẳng cấp. Còn nhiều người được, ok, Tuấn chia sẻ đụng chạm tới người đấy thì người đấy phải ghét thôi, kệ, chặn ngay, được chưa? Đâu ai comment đâu, có cái gì đâu mà phải lằn xằn. Rồi Ngọc Trần nói xạo không bạn, tà lao, chia sẻ nghề đúng dấu coi. Đức Vinh, ok, nhưng người đó ấy, phải hiểu nè, người trẻ phải học, người già không học. Đức Vinh chưa có tuổi gì đâu, bạn comment là phải biết ai đang nói chuyện, tí tuổi răn chặn Facebook luôn nhá, ok. Bởi vì trong này ấy, chia sẻ chỉ còn cái có một cái từ là tục tíu. Bởi vì cha mẹ các bạn sinh các bạn ra, nó có cái miệng nói làm sao phải hay, chứ không phải nói ra cái đấy nó dính ngay ở cái mồm mày luôn nhá. Đức Vinh, bạn sinh ra nó đã dính cái đấy của mẹ bạn trên mồm rồi, nên nói ra xấu lắm, chặn đi cho khỏi xã hội này, khỏi xấu, được chưa? Ở trên mạng Facebook này, bất cứ một thầy bà nào chỉ cần vào trong này nói tục tíu thì Tuấn chặn ngay, Tuấn không kiêng nể nhá. Vô trong này chia sẻ, các bạn phải theo dõi cho tôi cái đoạn clip từ đầu cho tới cuối. Trong này thì Tuấn không tôn trọng những người tục tíu, đúng không ạ? Rồi nha, ok. Anh nói với ai thì anh nói, không vào đây được, đúng không ạ? Anh nói với bố mẹ bạn thì được, chứ vào đây anh em xã hội rất đông. À, nhà Đức Vinh chia sẻ nghề đừng giấu coi, chia sẻ thì nộp mạng tiền đi, tiền không muốn mà cứ muốn lấy chất xám của người khác làm gì có, cứ muốn qua kia ăn tô phở mà nhấc đít đi về là đánh vỡ mồm, cứ muốn lên chùa để cầu an khấn Phật, không bao giờ bỏ tiền mua nhang, mới cúng dường, mới mua trái cây, thì ông trụ trì đấy cũng để ý bạn, không tiếp bạn đâu nhá. Trên đời này Tuấn chia sẻ cái gì có và chia sẻ, nhưng cái gì nó phải nằm ở cái tầm hạn chế nhá. Ok, xin phép chặn bạn. Đầu tiên chặn một cái, xóa một cái, chặn. Ok, những người không tốt phải loại ra ngay xã hội, bởi vì để đâu, đúng không ạ? Xấu. Rồi, còn ai comment nữa không ạ? Rồi. Huy Hiệu nhắn tin, chứ thì live thêm ban nữa đi. Ok anh trai. Coi trong này có ai nữa không ạ? Ok.
Rồi anh em nào thấy người nào chửi tục báo thì Tuấn ngay để cách ly đúng không ạ? Covid thì phải cách ly. Chứ bây giờ Covid mà không cách ly, không nhốt lại một chỗ mà cứ đi lòng vòng ngoài đường là bị dính Covid hết. Đấy, nó khổ vậy đấy. Thà bị một người cách ly ngay cho người ta khỏi dính cái Covid. Còn anh em nào muốn ok thì các bạn nhấc máy lên tư vấn luôn. Bởi vì trong này rất nhiều người xem, Tuấn không thể nào trả lời được hết. Tuấn chia sẻ đó là thật lòng, đúng không ạ? Còn anh em nào bảo chia sẻ con Zalo này vào sau, Tuấn chia sẻ luôn. Nếu hộp ga anh em chỉ cần rút cái cảm biến TV ra, nó ngọt như đường phèn, đúng không ạ? Tuấn quay cam lại. Có nhiều anh em vào sau này bảo cứ không ạ, chia sẻ. Và đặc biệt nhiều anh em trong này lại có cái tôi nó lớn, nghĩ rằng tay nghề chúng ta giỏi, coi thường người khác. Và đặc biệt nhiều anh em ở trong này tuổi đời còn quá nhỏ, ngựa đòn hâu đá. Những anh em để cho Địch Tuấn này luyện trong vòng 1 năm nữa đi, nếu có thời gian nhá. Luyện trong vòng 1 năm nữa thôi thì đảm bảo những con xe phun xăng từ này thì Tuấn hóa giá nó hết. Từng ban ít là Địch Tuấn đánh ban cho anh em. Thật sự một con xe mang vào Địch Tuấn đánh tất cả ban cho anh em. Nếu thật sự thì Tuấn luyện thêm 1 năm nữa, thật sự mới phun xăng điện tử này Tuấn bỏ qua hết một bên, không cần phải đi học phun xăng điện tử nữa đâu, không cần phải hiểu sâu về nó, không cần sửa đâu phải hiểu sâu. Nhưng thật sự mới con xe này ấy, bận tật gì thì Tuấn nhai hết rồi à, chia sẻ với anh em luôn. Nên nhiều lúc anh em nào lớn tuổi có cái tôi cứ nghĩ ta đây là đẳng cấp, anh em ở thành phố biết chớp biết trước đúng không ạ, người ta quê ở biết sau thôi. Ok, hết người comment rồi đúng không, chia sẻ một lần nữa đúng, kết thúc nha. Ok thì ấy, hộp ga thì Tuấn đã chia sẻ con xe này chẳng có cái gì thì anh em phải loại trừ ra ở quê nhá. Rồi bây giờ như thế này này, mất SCU này hoặc đứt dây calai này hoặc cái gì này mở được đúng khóa này không mở được này thì chúng ta phải kiểm tra đúng không ạ? Đấy thì ở trong này Tuấn chia sẻ luôn cho anh em cái công tắc đánh thức này chẳng có cái gì cả, đúng không ạ? Nó chỉ có công tắc đánh thức và cái chốt, nó làm ngược với dòng xe IA Honda đúng không ạ? IA làm ngược với Honda đúng không ạ? Đây trong này nó chỉ có 3 sợi dây thôi, 2 sợi dây là bên này, có cái này là nguồn vào và dây khóa thì Tuấn không nói, chia sẻ cho anh em nhóm sau nhá. Hai sợi dây này sẽ là hai sợi dây của công tắc đánh thức, hai sợi dây còn lại đúng không ạ, nó sẽ là từ SU. Thì cái này nó đơn giản khi chúng ta đang ngủ ở giấc ngủ say, nói như vậy cho anh em hiểu. Sáng mai có 2 giờ sáng đi công việc nhưng hồi giờ 8 giờ sáng mới dậy. Cái thằng ổ khóa này nó chỉ là tác dụng đánh thức cho thằng SCU này khi đang ngủ ở giấc ngủ nồng say, đánh thức. Thằng này nhận được tín hiệu đánh thức là từ công tắc đánh thức dập mát cho nó dập mát nhá. Dập mát, thằng này sẽ cấp tín hiệu là cấp nguồn cho cụm từ. Cụm từ thì phải có nguồn âm và dương không phân cực. Cái cuộn dây thì không bao giờ phân cực âm và dương. Cứ miễn sao nó có âm đầu này, có dương đầu kia, dương đầu này, âm đầu kia thì nó mở. Và khi mở được núm khóa này, tiếp tục cái thằng ổ khóa này nó lại cấp cho cái con SU này 12V. Thì con SU này nó sẽ gửi đường truyền tín hiệu mã hóa cái thằng IC. Và thằng IC đã được mã hóa thức tỉnh, nó sẽ cho phun xăng và đồng thời đèm Y. Ok, còn anh em chỉ cần việc làm nhấn lận đề là nổ. Ok, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần học đến thế thôi, không cần nhiều. Đấy, khi mà bật được núm khóa này, dây calai đường truyền tín hiệu cắt bỏ hết, cắt cụt tới đây luôn, cắt vứt con SU này thì đương nhiên nó chả là gì. Bởi vì sao khóa thông minh sớm mất cây giữa thằng này và thằng này mở được nhau thì thằng này có nhiệm vụ gửi một đường truyền tín hiệu mã hóa tới con IC. Khi mà mở núm khóa rồi, bởi vì điện mà chạy rất nhanh, tôi làm một cái nữa cho anh em này, nó chạy rất nhanh nhá. Ok, nó chạy rất nhanh, Tuấn làm cái cho nó nhanh này. Nó chạy rất nhanh, bởi vì điện mà. Ok, điện mà, phải chạy nhanh, nó để sẽ nổ. Hết bình rồi anh em ơi, chết rồi. Từ
bấy giờ quên khóa hết bình nhỉ. Anh em để đấy mình kích cho cái bình nhá. Lấy một cái bình điện kích cho anh em. Không có, em đi về em. Chưa mãn nha. Cái gì? À không được anh em ơi. Đi về đi, có gì mai gặp nha. Ok. Rồi bữa nào mà. Ở khi nào mãn đi qua là biết nhá. Rồi anh em mở khóa anh em rút ra đúng không, nó rất bình thường thôi, được chưa? Thì SU này cũng vậy, nó vẫn nổ máy, tắt đúng khóa đúng không? Rồi nhấn SU vào tức dây ca lai thì nó sẽ không bao giờ nổ, dây ca lai là đường truyền tín hiệu đây. Thì chúng ta mà được đúng khóa thì chúng ta sẽ để không nổ được, bởi vì không có bơm xăng, không có đánh lửa đúng không? Và đồng thời đèn sẽ báo sáng và hệ thống khóa Smoky sẽ báo nháy trên đồng hồ để luôn, được chưa? Đấy. Và kể cả chúng ta muốn kết nối với dây ca lai trên máy chuẩn đoán này, chúng ta phải bật khóa điện trước chúng ta kết nối nhá, bởi vì hai sợi dây này chúng ta phải nối lại. Tôi chia sẻ nhanh luôn. Rồi bấm đúng khóa rút này ra nó vẫn nổ, không có gì cả. Ok đấy, nó không liên quan gì cả. Rồi tháo gục bình, không chập điện nhá, chết SU khổ thì tuấn lắm. Rồi ok, thì mới cái này rút ra hết, nó chẳng có liên quan gì luôn. Rồi cái điện trở công suất này nó cũng vứt bỏ nhá, chứ các bạn hư các bạn không phải cuống cuồng đi mua, hư không? Hư bỏ, cái này hư phải thay này. Rồi rút TB này là TBS là cảm biến ga nó vẫn nổ, thì thầm garanti nhịp ga này thấy chưa, nhưng trên đồng hồ nó chỉ xuất hiện cái anh em cái lỗi 15 thôi, không liên quan thì vấn đề hụp ga cho lắm. Nếu sau này hụp ga rút ra hay lấy tiền, chỉ có rút này ra thì nó mới chết thôi. Và đang nổ máy rút tất cả ra không bao giờ ảnh hưởng tới IC, đang nổ máy rút tất cả cái gì mình thích, được chưa? Không bao giờ chết tới IC, nên em cứ thoải mái chơi đấy, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới con IC cả. Kể cả để chìa khóa luôn, núm khóa ở đây đang ở chế độ on, Tuấn Vinh cắm tất cả vào cho anh em, không bao giờ phải hư hại tất cả gì, cắm thích thì cắm. Rồi khi mà cắm xong thì đương nhiên chúng ta phải bật khóa điện lại, rồi tắt off mở on thì đương nhiên mấy đề nổ đấy. Ok chưa? Thế thôi, không có gì cả. Rồi thì cái khóa học ngày đêm ngày mai chúng ta tiếp tục sẽ phải học về lý thuyết nhá. Cái này thì đêm ngày mai anh em sẽ được học tập dượt là cái đồng hồ đầu tiên. Cái đồng hồ xong thì anh em sẽ hiểu được tất cả những con relay này. Chúng ta cô lập tất cả relay và chúng ta hiểu về con relay, chúng ta phải làm sao để cho con relay ok nhất. Và một con xe có bao nhiêu relay chúng ta tháo bỏ hết nó vẫn nổ nhá. Tháo bỏ hết nó vẫn nổ thì rất cả vào đêm mai và đêm kia Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em con relay. Và tương tác số lượng anh em học thì con máy này có thể hạ. Đấy, nếu mà trên 5 người học trực tiếp, Tuấn sẽ cho anh em bổ máy, bổ cả con này luôn. Hoặc anh em muốn bổ con lít. Con lít mấy con này như nhau, chẳng qua con này nó khác con lít là gì, chẳng qua quả bê tông nó to hơn, đường kính bự hơn thôi. Còn tất cả thiết bị động cơ này nó hoạt động đều như nhau. Và số lượng xe này còn rất nhiều ở trên cửa hàng. Anh em thích con xe nào, kể cả có con Hazate đời nhà Tống này có hai con relay kẹp hai bên hông, Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em luôn, được chưa? Và con Novo SX đánh tất cả ban cho anh em. Thì ngày mai tất cả những linh kiện điện tử IC thì ngày mai Tuấn sẽ xếp sắp
tất cả vào tất cả tủ để cho anh em, cho anh em bơi, cho anh em thỏa sức đam mê. Đây, nhiều lắm anh em ơi, ở nhà còn lắm chưa trở ra đâu. Hy vọng thì Tuấn sẽ thắp sáng lên để cho anh em xem những cái đống đồ IC linh kiện điện tử này rất nhiều. Đấy, và ngày mai xong xuôi sẽ xé vì này để ngồi một cái ghế cho nó êm ái. Đúng không ạ? Ghế này lưng nó dài, chúng ta tựa vào cho khỏi đau rất nhiều. Ngày mai sẽ dẹp ở trong này rất nhiều cái cửa và kho rất nhiều. Đúng không ạ? Mới làm cái thùng từ thiện. Rồi, đây là cái kho. Bánh trái, trái cây để hư hết. Nhiều lắm nha anh em. Với cái gì, cái đồng hồ điện tử mới là IC thì Tuấn không bao giờ gọi là thiếu. Rất nhiều. Vô vàn cho anh em đến đây học. Nhà này hoa, đúng không ạ? Nhà này hoa khoảng một tuần nữa mới tàn. Cho anh em. Ngày mai tủ sẽ đi lên đây. Đấy, trên này sẽ một cái tủ nữa thắp sáng cho anh em, ổ cắm điện được câu ở đây luôn. Rất nhiều xe. Đấy, anh em ở đây được thực tế với xe. Xe có mà bèo gì thì bèo, phải lúc nào phải nằm giá trên 30 xe trên cửa hàng thì Tuấn đến 40 con xe. Có thể đạt kỷ lục tới 50 con xe. Thật sự một con xe Janu này hay tất cả những cái xe phụ xăng điện tử để Đình Tuấn qua tay để phá cho nó thì rất nhiều nha anh em. Anh em cứ yên tâm đến với đây. Chưa kể những ban bận con xe khách hàng mang vào hay bị ở đâu thì Tuấn sẽ chốt bài cho anh em. Chỉ cần anh em ghi lưu trú lại là xong. Vision này cũng vậy. Mấy con xe này thì cực dễ. Chỉ cho anh em những đường tỉ mỉ nhất. Mã hóa tất cả những ổ khóa thông minh sờ mất cây, mất key, mất cây gì, nó dễ lắm. Không khó đâu. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần tới đây làm vài bàn thôi. Cái con này nó hoạt động chỉ có vài sợi dây thôi mà anh em. Đấy, nó chỉ có vài sợi dây thôi, không có gì nhiều. Nó còi chip này, xi nhan trái, xi nhan phải lung tung hết thôi. Đấy, rất ok. Đây, SC đời Nhật Tống, con này tầm khoảng 4 triệu. Ở đây con này mua nhanh thì 4 triệu mới mua nha anh em. Đấy, con này được trang bị khoảng 4 con rele. 4 rele này cô lập nó hết, nó vẫn nổ. Nên nhiều lúc anh em gặp phải những con ban mà đặc biệt con xe lít. Lít có 4 rele và đặc biệt SCR này anh em sợ. Đúng không ạ? Chúng ta cô lập tất cả rele. Nó vẫn hoạt động rất bình thường. Anh em chỉ nghĩ rằng tại sao những dòng xe đời mới bây giờ nó chỉ có một con rele. Nhưng tại sao mấy con xe nhà Tật Tống này người ta được làm bền. Người ta làm được nhiều rele để cho nó bảo vệ. Sau này người ta tiết kiệm, người ta bỏ hết tất cả rele để giảm chi phí ở nhà sản xuất. Kể cả cái lốp. Ngày xưa toàn là Chensin hoặc IRC. Nhưng bên này toàn là cái lốp rẻ tiền. Đúng không ạ? Giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất. Thế thôi. Rele này cũng vậy, ví dụ một con có khoảng tương tác khoảng 50.000, 4 con mất 200k, 10 con mất 2 triệu mà người ta sản xuất cả 1.000, vài ngàn con xe, tiết kiệm, bỏ hết. Nhưng tại sao anh em lại không dám bỏ? Và đặc biệt những người nào bảo dạy anh em mà rele này bỏ là bị sai sắt, tầm bậy tầm bạ không? Nó chỉ là con rele bảo vệ. Ở cửa hàng 1, Đình Tuấn còn rất nhiều xe cho anh em. Con này con Janu luôn. Con này khóa thường. Con này mới phun nồi này. Nồi trước nồi sau. Chạy lên ga cứ cả giật cả giật cả giật cả giật. Nhảy như đông đồng. Nhảy như gượng phi. Hoa ngày nào cũng tưới nước, mong rằng hoa không tàn. Nhưng cái gì cũng có thời gian, hoa sẽ tàn. Hoa tàn vẫn sẽ dọn hoa. Và đồng thời sẵn sàng bày hai hàng xe cho anh em. Sở mất cây 24 tháng 7 này nha anh em. Ok.
Tôi xin chào tất cả anh em thợ máy. Một nơi đào tạo và hướng dẫn cho anh em chuyên nghiệp luôn. À, còn chai rượu này để bữa nào anh em tới đây học trực tiếp chúng ta giao lưu luôn. Và rượu thì Tuấn còn rất nhiều. Đây, chai rượu này cứ để đây tưởng cái gì ấy. Rượu này không biết chắc rượu rẻ tiền hay đắt tiền, nhưng đó là món quà để đây. Đúng không ạ? Đấy, để chúng ta khui. Đấy, tivi anh em thích thì Tuấn sẽ chiếu cho anh em tất cả những màn hình lớn luôn. Nhất ok cho anh em đắn. Dàn xe này có nhiều hơn trung tâm không ạ? Và con xe này tất cả đều là xe sống. Anh em được chạy luôn. Anh em được rồ ga và chạy. Anh em đánh ban, anh em chạy. Anh em thử vít để coi sao. Nồi Đình Tuấn làm cho anh em thoải mái để anh em bay về nồi luôn. Nhưng Đình Tuấn không mở họng ga thôi. Đúng không ạ? Tất cả những xe này anh em chạy thử. Đây Jupiter. Đấy, Tuấn mới mua con này 10 triệu. Nhá, con này đời siêu nhân 2010. 10 triệu. Đấy, đây. Anh em bổ thoải mái. Anh em thích cái gì cũng có. Máy móc thì Tuấn đã vứt tràn lan tí tắc hết. Rất nhiều. Tuấn làm mong rằng chỉ để cho những anh em nào tay nghề còn yếu thôi. Cho anh em bớt khổ. Cho anh em không sợ. Nhớt thì cũng là toàn là nhớt hạng nặng nha anh em, chứ không phải là nhớt rẻ tiền cho lắm. Tuấn chơi toàn là hàng nặng thôi. Tuy ở đây không có xe mô tô, không có xe SH nhập cho lắm. Tuấn quay toàn diện cho anh em ở đấy. Khóa anh em tới đây không riêng gì học cái phun xăng điện tử đâu anh em. Nhiều món lắm. Nhiều điều thú vị hay lắm. Không riêng gì phun xăng điện tử đâu. Tuấn nói với anh em. Đấy, đang xuất hiện cái lỗi 15 này. Bởi vì khi nổ máy không còn đúng không ạ? Chúng ta cắm TP vào thì đương nhiên vẫn xuất hiện lỗi đúng không ạ? Chơi thoải mái nó vẫn không ảnh hưởng gì hết đâu. Thế thôi. Đói bụng quá ăn cái bánh. Được chưa? Tuấn làm tất cả cho những anh em nào tay nghề đang gặp khó khăn. À, Đình Tuấn học trực tiếp, Đình Tuấn giảm cho 1 triệu nha anh em. Đợt này anh em học trực tiếp, Đình Tuấn sẽ giảm ngay 1 triệu. Do Đình Tuấn mới khai trương cửa hàng, áp dụng trong vòng 2 tháng. Đấy, và anh em không chê bai thì chúng ta quét dọn chỗ này sạch. Tuấn sẽ mua nệm và đồng thời sẽ mua chiếu, chúng ta xài ở đây. Và quạt chúng ta bật, chúng ta ngủ thôi. Chúng ta là thợ sửa xe mà, đúng không ạ? Ngủ ở đây rất sạch sẽ mà. Gặt men, lót chiếu, đúng không ạ? Chúng ta ngủ thôi. À, chúng ta căng cái màn nữa cho khỏi muỗi cắn. Và đặc biệt ở đây chưa có muỗi đâu. Nhà mới xây, mới được tô. Ở đây bảo đảm không có thấy con muỗi nào. Anh em cứ đến đây luôn. Đấy, chúng ta có thể ngủ ở đây luôn. Đỡ mất 200k. Đỡ mất 200k ở khách sạn. Và anh em có thể giặt đồ ở đằng sau. Và anh em phơi đồ luôn. Đấy, buổi tối chúng ta chỉ cần vò thôi. Đúng không ạ? Lâu lâu chúng ta nhớ lại. Và đặc biệt nhiều anh em nào ở vợ đang giặt đồ cho, lâu lâu chúng ta trổ tài một cái. Đấy, tự giặt đồ có sao đâu. Bỏ bộ đồ vào quần áo chúng ta vò cái, ngâm con pho một cái chúng ta phơi lên là khô ngay. Ở đây rất rộng, không như cũ nữa đâu. À, nhưng khóa trước thì anh em tới đây rất khổ, nhưng bây giờ tới đây bảo cực kỳ là phải phê. Đấy, bởi vì trước thì cái cửa hàng thì Tuấn rất nhỏ hẹp, xe Tuấn không thể nào chứa được nhiều, nhưng bây giờ rất ok cho anh em. À, like mạnh đi ạ. Tuấn đang like từ bấy giờ rất mệt, và like từ bấy giờ đúng tròn 2 tiếng đồng hồ rồi. Like liên tục trong vòng 2 tiếng thì anh em hãy ủng hộ đi ạ.
À, Tuấn đang ở Bình Định anh em ơi. À, những anh em nào comment có thể nhắn tin cho thì Tuấn đang ở Bình Định đúng không ạ? Ở An Nhơn Bình Định, gần sân bay Phù Ký Phù Cát. Ok. Rồi hết rồi, không còn ai ra nữa. Chỉ có một người thôi. Người ta không biết mình là ai, ok. Có bạn già. Tuấn chơi thẳng tín luôn. Chẳng cần phải nịnh vợ. Đêm mai online tụi Toán sẽ để cho anh em học ở góc này. Ok. Wi-Fi, camera được bắt cực kỳ mạnh cho anh em. Cục Wi-Fi nằm rất gần ở vị trí thì Toán live stream. Đúng không ạ? Bán kính cách xa lắm thì chỉ có là 10 mét. Toán tăng tốc lên hệ sống. Sóng mạnh lên ạ. Anh em nào ở xa ấy, anh em đăng ký học online cũng được. Còn anh em nào cảm thấy ok hơn thì anh em thêm gấp đôi tiền, anh em tới trực tiếp thì anh em phải đóng cửa hàng 7 đến 10 ngày. Được không ạ? Ok. Đó là những cái gì Tuấn biết, Tuấn chia sẻ. Đôi khi nó thật lắm. Nó thật lắm thì không may lại đụng chạm tới những anh em thì đôi khi nó lại mất lòng. Nhưng với thì Tuấn là được lòng trước, khỏi mất lòng sau. Đúng không ạ? Mình làm được cái gì mình nói. Đúng không ạ? Mình va chạm được cái gì mình chia sẻ luôn. Chứ không bao giờ phải không có mà nói, không bao giờ phải bựa, phải bịa ra. Thì học online ở đây ấy, học online ở đây thì chỉ cần anh em sao ạ? Anh em vào một cái nhóm, tối chúng ta chỉ cần cấm điện thoại lên, thì Tuấn chỉ anh em cứ như vậy thôi. Tài liệu thì Tuấn sẽ phát cho anh em luôn. Ok. Với thì Tuấn thì không cần phải số đông đâu. Chơi với những anh em nào tốt là được. Rồi ok, bạn già Quốc Sơn. Ngày nay làm mấy bộ nồi đồ nghề bỏ này anh em. Đã dọn đâu. Tuấn đời nào nó xạo cho anh em đâu. Đây nồi này. Đây nồi nữa này. Đấy. Ngày nay làm cỡ này nồi nha anh em. Thật sự hôm nay có hai anh em làm rất mệt. Đồ không dọn kịp. Còn mình xăng này chưa làm. Của Classico. Đây. Nó xạo anh em làm gì đâu. Chiều nay Tuấn đã chụp cho anh em đấy. Ở đây là thì Tuấn làm xe phụ toàn tập nếu khách hàng nào yêu mến.
Hóa đơn ở đây. Ok. Tâm thanh nhiều lúc anh em hỏi học có tốn gì không, đương nhiên anh em phải tốn phí rồi. Đúng ạ, còn anh em nào ok comment với mình, anh em học thì đương nhiên phải tốn phí. Đúng không ạ, còn anh em nào cảm thấy ok clip comment cho mình hoặc gọi trực tiếp nha. Số điện thoại mình đã ghi trên tường. Mình chỉ muốn mong rằng ấy, những cái thật của mình mang lại cho những anh em nào tay nghề đang khó khăn. Anh em hãy cố gắng đứng dậy, vươn lên, làm tốt cho cửa hàng mình, chuyện xã hội không cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Đấy, cứ biến sao anh em phục vụ tốt cho cửa hàng mình, sống tốt với gia đình mình là xong, chuyện đời chuyện thế gian kệ, không cần phải bận tâm, đúng không ạ? Còn anh em nào học trực tiếp tới đây tha hồ anh em vươn và anh em trải. Phí học 3 triệu anh em ơi. Tuấn phải đầu tư 1.000 chừng này xe. Hết bao nhiêu tiền? Tối Tuấn phải dạy cho anh em khoảng 2 tiếng hồ, rất mệt. Nha cả nhà. Thì bây giờ cũng là hơn 10 giờ rồi. Vẫn đông, rất đông người xem. Nhưng Tuấn phải ngừng clip tại đây để bảo tồn cho sức khỏe. Về nhà còn tắm rửa ăn cơm nữa, rất mệt. Tóc chưa kịp cắt. Hy vọng ngày mai anh em thợ đi làm được, trưa mai đi cắt cái tóc, và chắc trưa mai không phải đi hớt tóc được, trưa mai phải nghỉ để tối mai dậy. Ngày mai Tuấn sẽ đưa tất cả những anh em nào đã đăng ký đưa vào nhóm, đúng không ạ, để tối chúng ta bắt đầu vào đêm mai 19:30 đêm mai chúng ta học. Còn anh em nào chưa đăng ký thì chúng ta hãy comment liên hệ trên Tuấn đăng ký để đêm mai học luôn. Và đêm mai cũng là đêm 18 và đêm 24 tháng 7 tôi sẽ làm nhẹ một cái khóa đầu tiên tại cửa hàng cho anh em tới học. Anh em hãy cố gắng di chuyển vào ngày 24 tháng 7 đến nơi đây. Xin chào anh công tử xe, học ở Bình Định An Nhơn Quy Nhơn anh em ơi. Thành đạt đêm mai học, anh em cứ liên hệ với Đình Tuấn để đăng ký vào nhóm. Đêm nay không ngủ, quá rẻ. Tuấn mang lại tất cả yếu tố lại cho anh em. Cảm ơn anh công tử xe. Anh em về nhà làm vài bộ nồi lấy lại vốn. Thế thôi. Làm tốt, chỉ đồng hoàng cho anh em. Anh em thôi, thằng Đạt không chào thầy nhá. Anh em được rồi. Tình nghĩa anh em thôi. Chúng ta đừng có thầy gì, nó nghe nó mệt lắm. À, với thì Tuấn thì chẳng có thầy của thiên hạ ai cả. Tuấn không bao giờ dám nhận lời thầy. Tuấn cảm ơn tất cả những lòng tốt của những anh em gọi anh Tuấn. Nhưng thật sự chúng ta chỉ là anh em, được không ạ? Ok. Rồi, cảm ơn anh công tử xe. Chúc anh luôn luôn thành công, rạng rỡ hơn nhiều hơn nữa. Và nhiều anh em nào khó khăn, chúng ta chịu khó đi lên. Và nhiều anh em nào giàu thì tiếp tục phát triển công việc của mình cho tốt hơn. Tuấn chỉ mua vậy thôi. Còn Tuấn không cần sau này phải nhận lại cái gì. Không phải anh em thành công mà anh em phải gửi cho thì Tuấn những cái chai rượu, những số tiền nạp cạc. Tuấn không nhận số tiền đấy đâu. Và khai trương này Tuấn cảm ơn một bạn già ở Cúc Sơn ở Hải Phòng. Bạn đã tặng cho thì Tuấn một đóa hoa. Tuấn cảm ơn. Đúng không ạ? Rồi. Thì tất cả anh em nào có nhu cầu đóng học phí thì chúng ta sẽ vào nhóm để đêm mai chúng ta học. Chúng ta sẽ học kéo dài trong vòng khoảng hơn 10 ngày. Nhá cả nhà. Còn ngày mai Tuấn tiếp tục livestream về nồi bẻ độ 110, có rất nhiều hàng ở đây.
Anh em nào đang đặt nồi 110 bể độ, lắp trên con xe 110 chạy cực nhẹ, Outlast 110. Nói chung những dòng xe 110 của Honda chạy rất nhẹ. Đấy, anh em nhanh tay thì Tuấn chỉ có khoảng 50 bộ mới ra công xong. Ngày hôm qua chưa livestream được, vứt lả tả ở đây. Đấy, công tử xe mai làm nhanh đi không hết 110 nhé. Lắp vào xe và lắc 110, đầu bò đầu to lít ra chạy nhẹ ngay. Và cách xử lý anh em làm như em, con xe ra chạy nhẹ. Ngày mai em sẽ làm clip em gửi trong nhóm cho anh em 110, mai em làm nồi cho. Rồi, anh phải comment. Em chỉ cần nhắc ở đây thôi, anh em đừng có nói lấy bao nhiêu bộ. Anh em nhắn tin cho em à, em chỉ có khoảng 50 bộ mới ra công được. Thế thôi, 110 bể độ, 125 em mới còn khoảng 30 bộ thôi nhá, em đang ra công 110, đợt này có 110 nhá cả nhà. Rồi, thì anh em nào quan tâm sản phẩm về nồi niêu song chảo, về thiết bị máy chuẩn đoán hay là đồng hồ, hay tất cả những cái gì phục vụ cho anh em phun xăng điện tử, anh em chỉ cần inbox tôi sẽ có cái giá ok play cho anh em, được không ạ? Tất cả anh em chỉ cần máy chuẩn đoán, thiết bị. Anh em nào có bạn bè chiến hữu gần xa thì anh em hãy giới thiệu cho em nhá. Nhá, anh công tử xe, bà già Cúc Sơn à, ok. Clip livestream đến đây là kết thúc. Tuấn chúc tất cả anh em ngày mai thứ bảy cuối tuần sức khỏe, gặt hái thành công tại cửa hàng Nguyễn Tốt. Ngày mai có gì Tuấn lại livestream cho anh em. Và đêm mai đặc biệt Tuấn phải tạm dừng trong thời gian livestream khoảng vài đêm, Tuấn tiếp tục hướng dẫn và giảng dạy cho anh em. Tuấn hy vọng những cái gì mình gửi gắm cho anh em, dạy cho anh em gửi tiền bồi bổ sức khỏe, Tuấn cảm ơn. Anh em hãy cố gắng học và luyện cho tốt để xử lý những ban bận. Quan trọng ban bận trên tay và trên xe chỉ là nhờ đôi tay và khối đầu óc, đúng không ạ? Cũng là đôi tay, nhưng chúng ta phải tỉ mỉ những đôi tay, làm sao cho nhẹ nhàng, nhịp nhàng, biết nó vào hay không vào, biết nó lên hay xuống. Chúng ta phải học, chúng ta phải tập, chúng ta sẽ thành công, được không ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi anh công tử xe nhá, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi anh em, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Cảm ơn bạn già Quốc Sơn của tôi Hải Phòng. Tôi nhất định phải sắp xếp thời gian tôi sẽ bay về Hải Phòng thăm gia đình bạn già. Nhưng cửa hàng của tôi hiện tại tôi chưa sắp xếp được thời gian. Và đặc biệt anh em Hà Nội rất đang mong tôi ra Hà Nội để chúng ta gặp nhau, nhưng thật sự tôi chưa ra được Hà Nội. Tôi mong rằng tất cả những gì năm nay tôi xếp sắp một thời gian sớm nhất để tôi ra Hà Nội được gặp gỡ tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc tại Tòa Lạc Hà Nội. Nhá anh em đó, ok. Tuấn hy vọng năm nay mình có một chuyến ở Hà Nội, anh em hãy chờ nhá, chúng ta sẽ làm một khóa phun xăng điện tử ở Hà Nội. Đúng rồi Nam Nguyên, và đặc biệt nhiều anh em ở Bình Định này thì chúng ta hãy cố gắng, ngày chúng ta làm, tối chúng ta tham gia khóa học, rất nhiều kiến thức bổ ích. Nhưng tại sao anh em lại không học? Rồi, cảm ơn bạn già 79 lượt chia sẻ, Tuấn cảm ơn. Và đêm qua Tuấn đã livestream và chia sẻ, rất nhiều anh em đã ủng hộ, và đêm nay cũng vậy. Tuấn cố gắng nhất sẽ ra Hà Nội, ok anh công tử xe, ok. Em sẽ ra Hà Nội, sẽ hướng dẫn cho anh em một khóa học tương tác có khoảng 10 người thôi. Thì anh em nào ở Hà Nội, chúng ta hãy tiếp tục đăng ký nhé, ok. Nhưng làm cái gì thì làm, thì anh em phải mất một số phí, Tuấn mới di chuyển, đó là cuộc sống mà, đúng không ạ? Ok Trung Thảo, mai inbox cho anh. Thôi giờ xin phép được nghỉ, anh em mệt lắm rồi nha, bye bye. Chúng ta chào nhau cái cuối nhỉ, để đi ngủ mệt, chào nhau cái đi.
chào nhau gái được không ạ? À? Tuấn cảm ơn. Sống thì Tuấn sống, tính cách rất thẳng. Tuấn chơi là phải thẳng tắp. Đấy, không bao giờ đi đường thẳng, đi đường méo làm cái gì bây giờ hết, đi đường thẳng. Nên Tuấn chia sẻ cái gì cũng thẳng. Nên đôi khi động đụng tới lòng tự ái của những anh em phải chấp nhận. Đụng tới thầy bà trên mạng Facebook phải chấp nhận. Bởi vì ở phía sau còn rất anh em khó khăn. Được không ạ? Chấp nhận. Nhưng Tuấn không đụng chạm tới tất cả ai thì anh em cũng đừng bao giờ vô comment lung tung. Đụng cho người xem luôn. Được không ạ? Đi về ngủ đi nha. Giờ vừa nói anh lên cho. Không được, đang có bác công việc nha, đi về ngồi. Vậy có em vừa lên cho. Rồi, xin phép anh em đi về nha. Ok.